chương 917, Tu La chàng hai khơi lang liếc hắn một cái tập sau, lại cười lạnh thanh tiếng, hát 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 nếu là mới tới, vậy thì trước tiên vải lập cái quy cụ, không 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 quê ra, thủ hạ lưu tình, thế mà, đúng lúc này, viên lão lại vội vã khoát khoát tay, ngăn cản, khản cầu, khơi ra, người này là từ bốn vị chấp dự bảo bọc, dặn đi dặn lại phải chăm sóc cạt tốt, đứng ngày làm thương tổn hắn. Ta chỗ này không có cách nào bàn giao a à. cười lại, Khơi lang không chút quan tâm, nắm chặt quyền đầu, phát ra âm thanh giòn vang. Hưng, có chấp sự bảo bọc lại như thế nào? Sao lưng lão tự nhiên vẫn là trưởng lão đây? Tới nơi này, liền vải tuân tù quy của nơi này. Khơi ra, lần này không giống nhau. Bốn vị chấp sự rất coi trọng vị này. Còn tuyên bố muốn đến chốt tông chủ đòi công đạo cho hắn. Mai suy nghĩ một chút, trưởng lão sau lưng ngài, Sẽ quan tâm ngài như thế sao? Trong mắt loạn chuyển, viên lão cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhỏ thân thể không khỏi trì trệ, hơi lang cẩn cạn duy nghĩ, bọn họ đều là người bị tông môn vứt bỏ, liền giam như dư phụ trước kia, thế mình không có tiền đồ, cũng không buồn hỏi đến, sinh tử tại mệnh, chỗ tốt duy nhất, cũng bắt quá là có thể tùy thời đi đến địa phương trước kia bãi gặp sư phụ một chút, tìm hiểu một số thông tin, nhưng muốn để sư tôn vì hắn ra mặt, lại là không có khả năng, nếu bốn vị chấp dự kia thật coi trọng chắc phàm như thế, lại không tiếc bốc lên mạo hiểm chống đối tông trụ đi xin tha cho hắn mà nói. Vậy nếu như hắn làm ra chuyện rắc rối gì, bọn họ tuyệt đối sẽ thay hắn ra mặt. Hái, cũng không muốn vây chuyện với chấp sự trong tông môn A. À. Lang, nếu tiểu tử này đã được coi trọng như thế, bối cảnh nhất định không đơn giản, vẫn là ít vây chuyện thì tốt hơn. Lúc này, đức tử kia liếc nhìn chắc phàm một chút, cũng mở điệng nhắc nhở, khẽ dập đầu. Khuê lang hít sau một hơi, cuối cùng để xuống quyền đầu, không cần thiết vì một giết mặt, đưa tới một đám ông mật a à, nghĩ như vậy Bơi bắt khuê lang khẽ nhúc nhích sắc mặt một lần nữa trở nên nghiêm túc tất cao giọng nói hôm nay võ trung gọi mọi người tới tập học không vì cái gì khác chỉ vì một chuyện hôm nay tu la chàng một lần nữa mở ra chỉ có người tăng mới có thể từ nơi này đi ra ngoài bất giác sợ hãi cả kinh mọi người cùng nhau cả kinh thất xác cơ la liên tục nói đùa cái gì tu la chàng không phải ba năm mới mở một lần à hiện tại mới vừa qua nửa năm như thế nào, khinh thường hừ lạnh một tiếng, khơi lang dâu ra nói, mặc kệ là ba năm, hay là nửa năm, thực ra đều như thế, chỉ có cường giả mới có thể sống đến sau cùng, người thất bại, chỉ có thể làm tài liệu cống hiến cho tông môn, hiện tại, ở trong dân động này, tiếng trung vừa vang, liền bắt đầu chén giết, tiếng trung dừng lại, liền lập tức đình chỉ, nghe hiểu sao, lời vừa nói ra, mọi người càng thêm hoảng loạn lên. Bọn họ thế nhưng là một chút chuẩn bị cũng không có à Bọn họ còn tưởng rằng lần tập học này sẽ có chuyện gì cần an bài Tỷ như vị trưởng lão nào lại muốn khánh thọ Bọn họ phải làm cốt chuẩn bị một phen Phạn vạn không nghĩ đến Lại là mở ra tu la tràng Tài nhiệu luyện công của đệ tử trong môn vái Lại không đủ sao Viên lão nhìn thấy Lại liếc nhìn chắc phàm một chút Cũng là khẩn trương Hướng hai người tỉnh câu nói Khơi ra Chắc phàm kia vừa mới tới còn chưa thấy qua sự tàn khốc của tu la trà có thể dàn dép một chút đừng để hắn tham gia hay không hưng quy củ chính là quy củ coi như nể mặt chấp sự lão tử không tìm hắn để vây sự nhưng tu la Tràng là quy củ mỗi một đệ tử tạp dịch đều phải tân thủ đưa hắn không tuân thủ về sau ta phục chúng như thế nào bất giác hư lạnh một tiếng khơi lang quả quyết cự tuyệt nữ tử kia liếc nhìn chắc phàm một chút sâu kín lên tiếng viên lão đầu ngươi cũng không cần có lo lắng tiểu tử kia có tu vi thiên huyền lục trọng, trong đám đệ tử tạp dịch này cũng có thể coi như là kẻ mạnh, nhất định có thể sống đến giao cùng. Khơi lang liếc chắc phàm một chút, cũng khẽ vật đầu, san ra bọn họ cũng không phải là không cố kỵ chấp sự giao lưng chắc phàm, chỉ là biết hắn nhất định không có việc gì, mới để hắn lên, nghĩ thông rút điểm này. Viên lão cũng khẽ vật đầu, thở dài một hơi, quỷ diện la giác, nguyệt linh, Hắc diện diêm la, khơi lang, lão tử thao con bà nội ngươi, Đột nhiên, một tiếng hát lớn đột nhiên vang lên, trong đám người chợt có một người, bỗng nhiên chỉ hướng hai người trên đài, lên tiếng mắng to, đừng cho là ta không biết, tông môn căn bản không có yêu cầu tu tập tài liệu luyện công, làn tỉ thí ngoại môn đệ tử vào nội môn, lập tức liền muốn bắt đầu, các ngươi chỉ là thu tập tài liệu cho mỗi mỗi, nhi tử nhà các ngươi mà thôi, lấy việc công làm việc tư, lão tử muốn đi tông môn báo cáo tội trạng của các ngươi, vừa rước lại, người kia liền đằng không bay lên, trong nháy mắt hướng ngoài động bay đi, chính là một cao thủ thiên huyền nhị trọng. Thấy tình cảnh này, khuê lang bất giác cười lại, trong mắt đột nhiên ngưng tụ, một đạo cương phong màu đanh liền đột nhiên hướng người kia phóng đi, đùng một tiếng, người kia đột nhiên cảm giác đầu đau xót, một miệng tâm huyết phun ra, thoáng chốc đã ngất đi, nạ trên mặt đát, mọi người vừa thấy thì đều nông nấp lo giọng. chắc phàm nhìn đến, nghĩ mắt nháy một cái, trong lòng tầm nghĩ, nguyên thần trùng kết, có điều lực lượng nguyên thần của kẻ này lại cực kỳ bá đạo, hẳn là có quan hệ cùng công pháp, san ra là dùng tà thuật nào đó, mới khiến nguyên thần bãi nhạn như vậy. Quay đầu lại liếc nhìn mọi người tại đây một chút, chắc phàm lập tức hiểu được, có nhiều tài liệu luyện công như vậy, Khó chất có điều chuyện này với hắn về sau nhưng là không có chỗ tốt gì. Trong mắt lại lên một tinh quang cơ trí, chắc phàm trong lòng bật cười lắc đầu, đúng vào lúc này, lại một tiếng vang nhỏ phát ra, khơi lang đã võ vang trung đồng bên cạnh, nhìn tất cả mọi người ở phía dưới, lặn lùng lên tiếng, tu la chàng mở ra, người nào dám can đảm chạy ra, giết chết bắt loạn tội, chương 918, chân ma một, tĩnh lặng giống như chết, tất cả mọi người dị thường cảnh giác nhìn canh bốn phía, nhưng cũng không động thủ, tất cả mọi người cứ như thế, mắt lớn chưng mắt nhỏ, ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn động tác của người khác, trên đầu chạy ra mồ hôi tinh miệng, đồ, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, một tu giả đoán cốt bát trọng trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, nhất thời không còn sinh cơ, mọi người bất xác cả kinh thất xác, dương mắt nhìn lên, lại thấy khơi lang đang lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, một bàn tay nâng lên đang chậm rãi để xuống, nếu như các ngươi không động thủ, lão tử niền thay các ngươi động thủ, tạm đến giết đủ số mới thôi, còn người nào bị xui dảo như vậy, vậy coi như không nhất định, cười lại, trong mắt khơi lang ngãi lên tinh mang khiếp người, ưng ừ ực nhịn không được ngớt mọt ngụm nước miếng, sợ hãi trong mắt mọi người càng sâu. Lúc nhìn về người ở phía chung quanh, hai bắt đã đổi lên hồng mang điên cuồng. An, hát lớn một tiếng, không biết là ai dẫn đầu xuất xa ma bảo, hướng người chung quanh chém tới. Khi thế toàn thân của tất cả mọi người cũng đại phóng, cùng người bên cạnh chém giết. Trong lúc nhất thời, tiếng hò hét, tiếng câu vào vang lên liên miên, từng đạo huyết quang bay lên tán loạn, dâng trào đến mỗi một phóc sơn động vừa mới nãy còn được nến chiếu sáng rực rỡ. Trong nháy mắt liền nhiễm lên một tầng huyết sắc tươi đạp, trở nên tanh hôi, từng bộ thi thể ào ào ngã xuống. Trong mắt không có kinh hoàng cũng không có mà ý muốn, chỉ có vẻ phức tạp, hoảng sợ danh lẫn điên cuồng Chắc phàm lạnh lùng nhìn lấy hết tại trong lòng rõ ràng, đây là sự điên cuồng vì cực độ hoảng sợ mà xuất hiện. Có lẽ ban đầu mọi người chén giết là vì muốn mình sống sót, nhưng chậm rãi, trong trận chén giết điên cuồng này, bọn họ đã không biết bọn họ đến tổ cùng là vì cái gì. Bởi vì tại thời khắc này, bên trong bầu không khí tàn bạo như thế, tâm ma trong lòng bọn họ đã hoàn toàn khống chế bọn họ. Bọn họ tựa như một con rối vô càng không ngừng chén giết, trong lòng càng mờ mịt, chỉ có hưng vấn. Cái này, chính là tu la chàng, mỗi người đều hóa thành ma, không có một một con người chân chính nào tồn tại. Hư, đột nhiên, một tiếng tiếng dây gió vang lên, một cao tủ thiên huyền tam trọng đã giết đỏ mắt, vậy mà mất đi năng lực phán đạn, hướng chắc phàm là cao tủ thiên huyền lục trọng vào tới, hoàn toàn là tự tìm chết, chắc phản đứng im bắt đạo, trong lòng dị thường bình tĩnh, chờ đến khi người kia vào tới trước người, người tủ ý vung tay lên, lúc này liền đem người kia đập đến dương cốt đớt vãi, trong nháy bắt không còn khí tức, nhưng sau khi thi thể của cải kia rơi xuống mặt đất, trong mắt vẫn tản ra ý cười điên cùng khó hiểu, chắc phàm cúi đầu liếc hắn một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng không vui không buồn, chỉ có một mảnh bình thản. Cứ như vậy, chắc phàm một bực đứng trong dân động hỗn loạn kia, không nhúc nhít, tờ hồ chành chém giết bên cạnh không hề có một chút quan hệ cùng hắn. Chỉ có một giết người giết đến đỏ mắt, không biết sóng chết chạy đến chỗ hắn, hắn mới tiện tay giải quyết hết. Ngoài ra, hắn không làm bất cứ chuyện gì, như là một khối đá ngầm bất động bên trong bão tác, cho dù chung quanh là bão tố, nó vẫn như cũ yên tĩnh nằm ở nơi đó, không có chút nào di động, không bị bên ngoài ảnh hưởng nửa phần thế nhưng hắn cứ như vậy lại trở thành tồn tại bắt mắt nhất giữa răn. tiểu tử kia là chuyện gì xảy ra khải trao mày khơi lang chỉ chắc phàm nói chàng diện nhiệt huyết như thế lão tử cũng không khỏi có chút hương vấn muốn đi xuống đại sát tứ phương làm sao tiểu tử này lại một bộ việc không liên quan đến mình tỉnh táo như vậy giống như hắn căn bản không ở bên trong tu la chàng này vậy cùng nơi này không hợp nhau nguyệt linh nghe thấy cũng là nhìn qua bên kia lông mày hơi nhíu lại, hoài nhi nói, tiểu tử này giác thực cổ cói, không giống tu giả ma đạo chút nào, thậm chí ngay cả tu giả bình thường cũng không giống. Trong tình cảnh này, liền giam như nhân sĩ chính đạo, cũng nên hô giết dung trời, nhưng hắn, hắn, mới thật sự là cao thủ a à? trong mắt bất sắc lãi lên tinh quang, viên lão khai phút trầm dâu, chăm chú nhìn bóng người chắc phạm, trong mắt một bảnh tam túi, sau kín lên tiếng, trong lòng mỗi người đều có ma, chúng ta là người trong ma đạo, chính là muốn đam tâm ma trong lòng dẫn xuất, triệt để luyện hóa nó, linh hội đại đạo. Thế nhưng người bình thường chỉ luyện đến ma chi biểu tượng, ma tính phóng ra ngoài, một khi gặp phải tràng diện chén giết như thế này, liền dãy bị ma tính khống chế, rơi vào địa ngục trầm luân, nhưng hắn lại không giống. Hắn đã đam ma tính nội liễm, tu luyện tâm tính tới cùng cực, có thành chân ma, tránh thức khống chế được ba tính của hắn, mà không phải là ma tính khống chế hắn thật sau hít một hơi, Diên lão một mặt cảm thán, không ngờ, hắn tuổi còn nhỏ, lại có tu vi tâm tính như thế, tương lai tất thành đại đạo, tiền đồ tự tại bất khả hạn lượng a. Trên mặt Viên lão giàn đầy vẻ tán tượng, Khơi Lang cùng Nguyệt Linh nhìn hắn như thế, dĩ nhiên đã ngay người, lão gia hỏa này, từ lúc nào lại trở nên tâm trầm như vậy? Lời nói ra, chúng ta một chút cũng nghe không hiểu. Viên lão đầu, ngươi không có bệnh chứng Bất giác nghi ngờ này bắt mấy cái, Khơi lang chăm chú nhìn viên lão, hồ nghi nói, bất giác khai dập mình. Viên lão lại nhìn hai người một chút, nhịn không được bật cười ra tiếng, ha ha ha. Lão hồ có chút rung động nên cảm khái, hai vị chớ để ý, ta chính là muốn nói chắc phàm này không phải là người bình thường, còn mời hai vị này sau nhất định phải chiếu cố thật tốt mới được. Đù, cung hăng võ đầu viên lão, khơi lang lên tiếng mắng to, trang bước nửa ngày, không phải liền là còn để cho chúng ta chiếu cố hắn A à? làm như ngươi là tuyệt thế cao tù không bằng, tâm trầm cãi gì, ha 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 đúng vậy a à, đúng vậy a à. về sau lão hồ cũng không dám nữa, cười nịnh vật vật đầu, viên lão một mặt tiện tướng, hai người khuê lang thấy thế thì bắt xác liếc nhau, đều là bất đắc dĩ núm núm vai, lão giả này thực lực không được tốt lắm, lại làm giả đến mức vô cùng ra dáng, thế mà còn nói về đạo thống, kém chút liền đam hồ chết bọn họ, chương 919, chân ma hai, kho chết có người nói, già mà không chết là tạc. Lão già này, quả nhiên giáp cành tinh, nửa canh giờ sau, tiến la giết trong tu la chàng vẫn như cũ kinh thiên động địa. Chắc phàm lại vẫn như lúc trước, Sương dưỡng bất động, chỉ là yên tĩnh mà đứng nhìn, tỉnh thoảng tiện tay đem tạp ngư bên cạnh xử lý. Hơi lang nhìn chiến trường phía dưới vẫn như cũ khí thế hưng hợp, cảm thấy không dai biệt lắm, liền đưa tay nhẹ nhàng võ vào trung đồng, phát ra âm thanh giòn vang, thế nhưng lại không có tác dụng. Tất cả mọi người đã nhập ma, giết đỏ mắt, hoàn toàn không dừng được, không có cách nào. hơi lang cùng Nguyệt Linh liếc nhìn nhau, đều là cười lạnh một tiếng, thả sau, gàm thát, tất cả dừng tay, tiếng giống to vang khắp thiên địa, không ngừng quanh quẩn trong dân động, khiến toàn bộ sơn mạch đều tại rầm rập rung động, lực lượng nguyên tàn cường đại của hai người, thật tiếng giống đánh thẳng vào trong tai mọi người, nhất thời liền đem mọi người chấn động đến mức đầu ốc đau xót, ảo ảo ngã xuống đất không dậy nổi một trận chén rát đã đem tất cả mọi người bước điên, cũng quáng chốc dừng lại, sống thì ôm đầu cư vào, lan lộn trên mặt đất, người chết, thì vĩnh viễn nằm trong vũng máu, hai mắt ngửa to, lộ ra hung mang, dĩ nhiên đã không còn nửa phần khí tức, Hơi lang quét mắt nhìn một vòng, cùng Nguyệt Linh liếc nhau, hại lòng vật đầu, những cải liệu này, bù cho hai người bọn họ dùng, Nguyệt Linh cũng vui mừng vập vập đầu, khá miệng hiếm khi giả qua nụ cười nhàn nhạt, thế nhưng đúng lúc này, khơi lang đang đầy mặt vui vẻ ngó nhìn chiến trường hai mắt lại đột nhiên ngưng tụ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc tế nào khơi lang nhíu mày lại nguyệt linh nghi ngờ nhìn về phía hắn không nói gì trong mắt khơi lang bất giác động đậu run run năng lên năng lên chỉ về phía trước nguyệt linh hồ nghi nhìn qua phía hắn chỉ. trong lòng thình lình giật mình trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. ở nơi đó chắc phàm vẫn như cũ đừng yên tỉnh quả nhìn quanh bốn phía xem tình huống của mọi người Hoàn thai tự đắc không có khả năng, hai người chúng ta hợp lực phát ra ma âm nhiếc hồn, hắn làm sao có thể không bị ảnh hưởng chút nào, trong mắt nhịn không được co rụt lại, Nguyệt Linh bắt khả tư nhị nói, thật sau liếc hắn một cái, hơi lang di nghĩ trong lòng, lên tiếng di đoán, hắn chỉ là có tu vi thiên huyền lục trọng mà thôi, lực lượng nguyên tần không có khả năng chịu được chấn nhiếc của hai người chúng ta, khả năng duy nhất, chính là hắn có ma bảo bảo hộ nguyên thần, nghe được lời này. Nguyệt Linh cũng khẽ gặp đầu, rất tán thành, lão hủ đã giống nói, hắn không phải người bình thường, hai vị phải cố gắng nhất tốt chăm sóc mới được. Lúc này, viên lão một lần nữa thừa cơ nói, lướt nhìn nhau, hai người cúi đầu suy nghĩ nửa ngày rồi khẽ gặp đầu, có ma bảo có thể bảo hộ nguyên thần, cũng không phải đồ vật người bình thường có thể lấy ra, tiểu tử này chỉ là thiên huyền lục trọng mà thôi, lại có loại đồ chơi hay này, tuyệt đối là bối cảnh tâm hậu, trong lúc nhất thời ánh mắt hai người nhìn về phía chắc phạm, càng thêm coi trọng. Thế nhưng bọn họ lại làm sao biết, tên quái thai chắc phạm này, vốn dĩ nguyên tần cường đại, thậm chí cường độ nguyên tần của cao thủ tần chiếu cũng không rãnh nổi hắn. Về phần bối cảnh, ha ha ti tả vô người tự mình mời hắn nhập tông, nhưng căn cứ vào tín nhiệm đối với hắn, lại không có chút chiếu cố gì với hắn. Có thể nói, chẳng khác nào không có, chỉ bất quá, trên thân chắc phàm có quá nhiều tần bí, khiến mỗi một cái người khác nhìn thấy, cũng không khỏi bị hù dạo một fan. Khụ khụ khụ, bất giác ho nhẹ một tiếng. Khơi lang một lần nữa liếc nhìn chắc phàm rồi lại nhìn về phía đám người khác ở dưới. Lương tiếng nói, chúc mừng chư vị đã sống sót sau tu la tràng lần này. Hiện tại các vị có thể trở về. Ngày mai còn có rất nhiều nhiệm vụ tạp dịch đang chờ các vị đến làm. Nói xong, khơi lang cùng Nguyệt Linh dai người đem những thi thể này siêu tập lại rồi rời đi. Đám người còn lại, bởi vì đại nạn không chết, cũng ào ào vui vẻ rời đi chỉ có chắc phàm, nhìn lấy hết cải, lại liên tục cười lại, Đám người kia, cùng hao được chăn trong nông trường có gì khác nhau, khác nhau ở chỗ, bọn họ còn có một đường sinh cơ, dưa mát khái run run, viên lão bất xác khai cười một tiếng, đi đến bên cạnh hắn, nhìn về phương hướng mọi người biến mất, khai tỏ dài, nhân tam tự tư, nhân tam dinh ma, đều bọn họ liều chết phản kháng mà nói, cho dù không thành công, tông môn cũng không chiếm được một chút lợi ích gì, tạp dịch phòng nơi này, cũng đã sớm không còn tồn tại. Thế nhưng, tông môn lưu lại cho bọn họ một con đường, chỉ cần tu luyện đủ mạnh, liền có thể rời khỏi nơi này, trở thành chấp sự trưởng lão, cho nên bọn họ liều mạng chém giết. Có lũ cũng có ngày trở nên nổi bạc, lại vừa vặn thành toàn công dụng của tạp dịch phòng, cho nên nói, không phải tông môn coi bọn họ là hao để dưỡng, mà là chính tâm của bọn họ, tự nhốt mình vào trong trùng hao, viên lão cười nhẹ lắc đầu, trong mắt lấy lên vẻ khinh thường, bất quá cái này cũng tốt, Thế gian cường giả vi tôn, cho dù phải ở trong trùng hao, chỉ cần đủ mạnh, liền có thể lao ra, người còn lại, đều là cải yếu, không giống móng chết, sống cũng không được bao lâu nghe được lời này, chắc phàm vật giật đầu, giống như có điều ngộ ra, thiên địa bắt nhân, lấy vạn vật vì xô cầu, mà tông càng lại như vậy, tạp dịch phòng cũng chính là tu la địa ngục, là nơi đệ tử tông môn tiến tới tìm kiếm cải niệu luyện công, lại là nơi cường giả chân chính lột xác. Đều có thể ở dưới lại tình cảnh này đi ra, hẳn đã kinh lịch qua dinh tử đọ rước nhiều không đếm duyệt, trở thành trụ cột trong tông môn. Như vậy, tạp dịch phòng tại Ma Giác Tông, quả tạp chính là nơi trọng yếu nhất, mà lại, về gian vốn cũng không có chữ nhân, đều có chỉ là sinh tồn cùng tử vong, mà tạp dịch phòng. Lại chính là một tiểu thiên địa cởi xuống tất cả dối trà trên thế gian, tạt sâu hít một hơi, chắc phàm khẽ nhắm hai con ngươi Tâm cảnh tựa hồ lại tăng lên, minh mộ không ít, chương 920, dưới ánh trăng người ấy mọc, âu một, oh, một đạo ba động rõ ràng từ trong thể nội chắc phàm vát ra, tiếp lấy, vù một tiếng, một ngọn lửa màu xanh cháy hưng hực trên chắn hẳn, viên lão giặt mình, hai con ngươi nhịn không được mà rung động, tràn đầy vẻ kinh ngạc, sau một khắc, liền nghe một tiếng vang ba nhỏ, khi thế toàn thân chắc phàm đột nhiên một lần nữa tăng lên mấy lần, thế mà chỉ như vậy yên tĩnh đứng trong nháy mắt, tu vi từ thiên huyền lục trọng đầu phá lên thiên huyền thất trọng cảnh, Viên lão nhìn thấy cảnh này, đầy mạc hoảng dạng, âm thầm tán thưởng, có lẽ sau khi tiểu tử này nhìn thấy tu la chàng này, trong lòng dinh ra một chút cảm mộ, tâm cảnh tăng lên đỏ bỡ, mới có thể cáo thao tu vi cũng trong nháy mắt tăng lên, nhưng dù vậy, tâm cảnh chính là tâm cảnh, tu vi chính là tu vi, tu vi quyết định thực lực của người bay rào, tâm cảnh quyết định thực lực của người về sau, cả hai cũng không có trực tiếp liên hệ, tâm cảnh tăng lên, cũng rất khó cáo thao tu vi tăng lên, từ cổ trí kim người có thể làm được điều này, cũng hiếm như là phượng mau lân giác, cực kỳ hiếm có, nhưng bay giả, chắc phàm lại làm được, cái này chỉ có thể nói rõ một điều, kẻ này ngộ tính cực cao, hiếm tẩy trên đài, quả tạt người đại tài a, à, song đồng nhịn không được động đậu, viên lão một mặt kích động nhìn chằm chằm Trác phàm, cuốn họng cũng có chút khô khốc, chờ đến khi khí thế của chắc phàm đã ổn định, thu hồi thanh viêm, mở ra hai con ngươi, ánh mắt kia vẫn tựa như là phát hiện hoàng kim, vẫn như cũ không nháy bắt phóng tiếp xa hào quăng óng ánh. Ăn, khai trao mày, chắc phàm bị ánh mắt như hỏa nhiệt côn lão ra hỏa này nhìn chằm chằm. Trong lòng bắt giác có chút khó chịu, vội ho một tiếng, tản nhiên nói. Khổ 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 viên lão, ngươi như vậy là có ý gì? Nữ là kình nén đến hoảng, ngươi cũng đừng tới tìm ta à. Ta cũng không có loại khẩu vị này. bất giác khai giật mình, viên lão suy nghĩ nửa ngày. Mới nghĩ ra ý trong lời này, không khỏi bập cười lớn. Nói chắc tiên sinh tuyệt đối đừng hiểu lầm. Lão hồ ti già nô nhưng cũng là kẻ thẳng, lời vừa nói ra, hai người một lần nữa liếc nhau, cùng nhau cười to lên, đúng nga à viên lão. Tạc không nghĩ tới cắt chọn lựa tài liệu tại tạp dịch phòng này lại là như thế. Sau khi ngưng cười, chắc phàm cùng viên lão sóng vai quay trở về. Chắc phàm trầm ngâm một trận, nghi ngờ nói, chỉ là lấy tức lực của viên lão ngài. Thế mà có thể sống sót sau nhiều lần tu la chàng như vậy, cũng thật sự là kỳ tích ca. nại cái gì mà kỳ tiết với chả không kỳ tết, chỉ là cách sống của mọi người đều khác biệt tôi. Cường giả có sinh tồn chi đạo của cường giả, người yếu cũng có sinh tồn chi pháp của người yếu. Hốn hầu, tại thời lão hủ, cũng không có cái quy củ tu la chàng này. Tông môn trưởng lão đều là tự mình đến chọn lựa tài liệu luyện công. Lão phu giờ bị tuyển chọn, cố ý áp chế tu vi. Các trưởng lão trướng mắt, cũng liền sống sót. Về sau lão hủ lớn tuổi nhất, ở chỗ này thời gian dài nhất cũng liền tuận lý thành quản sự nơi này, nắm giữ kim bài miễn tử, Phát ly khổ hại. Hắc, cái quy của tu la chàng này nhíu mày lại, chắc phàm nhi họp lên tiếng, nhìn hai bên một chút, thế không có người. Viên lão mới cẩn thận từng ly từng tí nói nhỏ, chắc phàm, ta nói cho ngươi, thực ra, khả quy của tu la chàng này, là sau khi khơi lang đại nhân tới nơi này mới định ra, căng, vì sao hắn lại làm như vậy, trong lòng khẽ đậu, chắc phàm ngạc nhiên nói, Bất giác cười một tiếng, viên lão tản nhiên nói Chắc vàng, người đã biết, tạp dịch phòng có hai loại người Một loại là đệ tử bị đao thải Hạ tràng của bọn họ chỉ có hai cái Hoặc là bị coi như tài liệu luyện công Cọc lại nhất phi trùng thiên, trở thành chấp sự trường lão Còn có một loại, chính là cường giả bị phạt đến nơi đây Bọn họ bản thân mang tội Tự nhiên không có nhiều đường giống như vậy Chỉ sợ trung thân liền phải ngưng lại ở đây Bất quá trong tông có một quy củ chính là người lập được đại công, lúc trước vô luận phạm phải sai lầm gì, đều có thể được bỏ qua. Cái kia chỉ là lời nói bên ngoài a à, đều đã bị đưa đến tạp dịch phòng, có thể lập được đại công gì. Bất giác rùi cười một tiếng, chắc phàm bất đắc dĩ lắc đầu, diên lão cũng nhìn cười cười một tiếng, nhưng lại từ chối cho ý kiến nói. Cũng không thể nói như vậy, tự như lão hủ trước kia từng nói, cường giả vĩnh viễn là cường giả, người muốn lập công, ở nơi nào đều có thể nghĩ đến lập công chi pháp. Giống như bây giờ, đếm như tu la chàng này có tiếp cục cáo dài, quả nhiên là một cái đại công a, à. Hát, vì sao, không hỏi dưỡng sao, chắc Phạm Nhi ngờ nói. Ngẩn đầu nhìn trời một chút, tinh quang ngãi lên trong đôi mắt giả nua của viên lão. Lão Đạc Mạc lên tiếng, trước kia, mặc dù người trong tạp dịch phòng biết có con đường sống, nhưng người có thể đi ra dù sao cũng chỉ là số ít, cho nên đại đa số những người tầm thường, có thể sống một ngày liền tính một ngày. Người như lão vu lại càng là cực lực áp chế tu vi, sợ bị những trưởng lão tu luyện ma công kia nhìn chúng, cho nên trước kia, tài liệu luyện công có thể nói là cực kỳ ít, nhưng bây giờ, có tu la chàng này, người trong tạp dịch phòng muốn sống lâu hơn, nhất định phải liều mạng tu luyện, để mình mạnh hơn người khác, trong lúc nhất tài, lại khiến cho thực lực chỉnh thể đều tăng lên, chất lượng của tài liệu luyện công cho các trưởng lão trong môn phái cũng phi tốc tăng lên, hơn nữa tu la chẳng sẽ khiến cho người ta có một loại ảo giác. Vận mệnh của mình nằm trong tay mình. Người chiến tử, bị coi thành tài liệu luyện công. Người sống sót, tự nhiên có thể tiếp tục trường tồn. Sẽ không bị trưởng lão chọn lấy. Người mạnh hơn người khác, liền có thể giống. Người yếu hơn người khác, chết chưa hết tội. Cứ như thế, thực lực chỉnh thể của tạp dịch phòng vân như đã tới trình độ của đệ tử ngoại môn. Nhất là sau khi Nguyệt Linh đến, lại cải tiến một số quy củ, người dưới đoạn cốt cảnh có thể không cần tham gia tu la tràng để cam ban máu mới sẽ không khô kiệt, tránh giải ra chuyện tát cao bắt cá. Chương 921, dưới ánh trăng người ấy hai, đều cứ thâu đàn này mà nói, thực lực chỉnh thể của đệ tử tạp dịch phòng đều trở nên khá cao, đây chính là đại công tiết kha, hai người bọn họ, có lẽ có thể dựa vào chuyện này lại trở lại nội môn cũng không chừng, chắc phàm vật giật đầu, trong lòng rõ ràng, hai người kia làm ra động tác như thế, rõ ràng cũng là công tâm tri tập, đam những người vốn đã không thể tiếp tục sinh tồn, đan trả lại trong vùng đất mạnh được yếu thua, gợi lên giá tính trong lòng bọn họ, có lại dưới bắt người ngoài, bọn họ giác cực là một đám cửu non đợi làm thì, nhưng ở trong tu la trào mỗi một người trong bọn họ đều là một giã thú vị sinh tồn mà chiến, có thể tưởng tượng, với dạng người như vậy, đều có thể nhận được tài nguyên tu luyện sung túc mà nói, tiềm lực phát triển trong tương lai, tuyệt đối đứng trên một số đệ tử nội môn, trong mắt lái lên tinh quang, chắc phàm đạng mạc giật đầu, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ nói tà vô nguyệt đam lão tử nén đến nơi này, là để cho ta trụng quản tạp dịch phòng, trước mắt lập xuống đại công tích vì tông môn sao, cái gì, người nói cái gì, viên lão dưỡng sao, nhìn về phía hắn, chắc phàm lắc đầu, bà cười lên tiếng, không có gì, ta chỉ là đang cảm thán, hai người kia ngược lại thật sự là con mẹ nó nhân tại a à? không được tông môn trọng dụng, thực sự quá đáng tiếc, Đúng vậy à, viên lão cười vặt gật đầu, cũng còn tay lên tiếng. Đúng rồi, bọn họ là phạm phải chuyện gì mà bị phạt đến nơi đây. Trong mắt lãi lên tinh quang, chắc phàm một lần nữa mà miệng hỏi, nhưng là còn không đợi viên lão trả lời. Từng đảo âm thanh nhẹ nhàng lại rõ ràng truyền vào trong tai bọn họ. Ba bà cá, trăng dáng giữa trời, ngân giác lụa mỏng bay múa trên mặt đất tựa như băng hàn vào đêm. Một bóng người uyển chuyển nhẹ nhàng bay múa dưới ánh trăng chiếu rọi đầy trời đao mang trong tay càng lại như tinh văn, như có như không, sạt qua từng đạo quỷ dị hồ quang, chắc phàm kinh ngạc nhìn qua nơi đó, giống như nhìn thấy một vị tịnh lệ tiên tử đang nhảy múa khái miệng bắt giác sạt qua đường cong vui vẻ, phủi phủi tay nói, hảo đao vác, nguyệt nhi cô nương, chúng ta lại vập mặt, bóng người yêu mỹ đột ngột sưng lại, dưới ánh trăng, khuôn mặt tanh lệ nguyệt nhi tràn đầy xương lạnh, lướt nhìn chắc phàm một chút rồi vẫn như cũ không để ý tới quay đầu đi. Tế nhưng còn không đợi nàng tiếp tục tu luyện chắc phạm lại lần nữa nói to nguyệt nhi cô nơ trùng hợp như vậy a à? người cũng bị phạt đến tạp dịch phòng sao thân thể nhịn không được trì trệ nguyệt nhi lảo đảo cánh chút tại ngã trên mặt đát tiếp lấy quay đầu trợn mắt nhìn về phía Trác phạm căm hẳn nói người mới bị phạt đến tạp dịch phòng đấy. đúng a à? ta chính là đang ở tạp dịch phòng a à? chắc phản ứng ngược ngửa mặt cười lên tiếng không chút nào bất mãn nguyệt nhi nhất thời ngữ trẻ hận đến nghiến răng nghiến lại. Viên lão hỏa một bên thì in lặng ngửa mặt lên trời. Ông tàm cười, trầm ngâm nửa ngày. Nguyệt Nhi đột nhiên lộ ra một nụ cười mỉa mai. khinh thường nói, lúc vừa tới còn nói mình phải làm đệ tử tinh ấy, làm tông trụ. Kết quả liền cửa đại điện còn chưa đi vào, thì bị đưa đến tạp dịch phòng. Thật sự là gót lác, quá buồn cười. Hưng, Cang, làm sao ngươi biết ta chưa đi đến cửa đại điện? Chẳng lẽ nói ngươi nha qua chuyện của ta, đang quan tâm ta ánh mắt không khỏi dáng lên, chắc phàm cười đồ lên tiếng. Thế nhưng vừa nghe được lời này, mặt Nguyệt Nhi lại đỏ bừng, tức dạy nói. Người nào quan tâm ngươi, chỉ là chuyện xấu của ngươi đều đã chuyển ra toàn bộ tông môn. Sau khi nhập tông, tông chủ trưởng lão đều vập chẳng muốn vập. liền bị đưa đến tạp dịch phòng. Từ xưa đến nay, ngươi nhưng là cái thứ nhất pha, hắc, thì ra là thế. Chắc phàm vật giật đầu, trong mắt lấy lên một đạo tinh quang khiếp người. Hắn hiện tại đã hoàn toàn có thể khẳng định, hắn tuyệt đối là vừa vào tông môn liền bị người để bắt tới nếu không không có khả năng một cái đệ tử bình tường như hắn chỉ trong thời gian mắn lại khiến mọi người đều biết đến bất quá tha chuyện mình tiến vào tạp dịch phòng những người kia hẳn là cũng đều rút vẻ ánh mắt chú ý nếu không mà nói tạp dịch phòng tốt xấu lẫn lộn chính là thời cơ tốt để động thủ không có khả năng nhiều ngày trôi qua như vậy chậm chạp không thấy động tĩnh nghĩ thông rút điểm này Chắc Phạm vừa nhìn về phía Nguyệt Nhi vừa cười nói, Nguyệt Nhi cô nương, mấy ngày nay trừ ngươi nhớ tới ta, mình Nhi sư tỷ có nghĩ tới ta hay không a? À? tôi đi, sư tỷ nàng mới sẽ không Nguyệt Nhi vừa định hồi đáp, lại bỗng dưng trì trệ, gương mặt nhất thời đỏ tẵng, hiện tại nàng mới phát hiện, mình lại chui vào bẫy của Chắc Phạm, bất giác dạn dữ, ta ta mới không nhớ ngươi đấy, ha ha ha, viên lão ở một bên nhìn thấy thì không khỏi liên tục cười to, lắc lắc cãi đầu, trong lòng tầm nghĩ, cái tên chắc phàm này quả nhiên như truyền môn a à, gian trá giảo hoạt đối phó thiếu những ngây thơ càng là có một bộ a à. kế nhưng hắn không cười còn tốt vừa cười rộ lên, nguyệt nhi không khỏi càng thêm lúng túng hung hăng cắn môi trong mắt bỗng nhiên lái qua một đạo sát ví trần trụi vung lên loan đao trong tay hướng hai người chém tới viên lão giật mình vội vàng trốn ra sau lưng chắc phàm nhưng chắc phàm vẫn như cũ cười nhạc không chút nào sợ hãi ngay khi đao mang kia giáp tới trước người tay bắt lanh lại một phát nhìn tóm lấy cổ tay trắng của nàng tay run lên một cái liền nha một tiếng ai ra lăn đau thao tím cơ rơi xuống đắt lông mày của nguyệt nhi cũng ngăn lại một đoàn mồ hôi lạnh chạy dòng dòng trên trán nhướng mày chắc phàm vội vàng buông nàng ra cổ tay Nhi ngờ nói lực đạo ta xuất xa không có khả năng làm ngươi bị tưa ngươi sao lại thống khổ như vậy chẳng lẽ nói tương thế của ngươi từ lần trước vẫn còn chưa lành bắp mớ gì tới ngươi Nguyệt nhi nhẹ hừ một tiếng lộ ra quạt cường chi giác. Thế nhưng đúng lúc này, một tiếng kêu khẽ lại vang lên, lấm mặt, người nào đang khi dễ muội muội ta. Chương 920 ha, nhiệm vụ 1, một, một tiếng xe gió vang lên, gào thét mà qua, nương thao cưng phong lạnh tấu xương, một bóng người tân mang trường sam màu đỏ thướt tha đột nhiên rơi xuống trước mặt mọi người, Nén người sang một bên liền đem Nguyệt Nhi hộ ở phía sau mình, chắc phàm dương mắt nhìn lên, Lên thấy người kia không phải ai khác, mà chính là quỷ diện La Giác. Nguyệt Linh không thể nghi ngờ, không khỏi giật mình. Trác Phàm cả kinh nói, nàng là muội muội của ngươi. Trong mắt lãi lên trần trụi hàn mang, toàn thân Nguyệt Linh tỏa ra sát khí lãng nghiệt, hung ác nói, tiểu tử, mặc kệ phía sau ngươi có bối cảnh gì, dám khi dễ muội muội ta, lão nương nhất định nhìn xương ngươi thành cho, chết không có chỗ chôn. Hưng, trên đời này kẻ dám hứng Trác Phàm ta nói mấy lời đe dọa như vậy, ngươi không phải là kẻ tứ nhất, nhưng cũng khẳng định không phải kẻ cuối cùng. Cười lại, Trác Phàm từ chối trọi ý kiến, trong mắt lấy lên một tia khinh miệt, thấy tình cảnh này, trong mắt nhiệt linh ngưng tụ, song quyền bất giác nắm chặt, khi tế tản thân càng thêm lãng nhiệt, thế nhưng, quyết tam vải động tụ, lại yếu đi không chỉ người phần, nàng quả thực khó mà tin được, một tên tu giả chỉ là thiên huyền lục trọng, ách không, hiện tại là thiên huyền thất trọng, lại dám đường hoàng chống đối cường giả tần chiếu tam trọng là nàng như thế, như vậy, khả năng chỉ có một, thế lực sau lưng hắn vô cùng cường đại, căn bản không đem quỷ diện la rát nàng để vào mắt, nếu bây giờ nàng động thủ, giết tiểu tử này thì dễ dàng, nhưng sau này phiền phức bọn trừng rẽ rất lớn, nàng ngược lại không quan trọng, nhưng nàng còn có muội muội a, à, Nhếc tới đây, khuôn mặt vừa rồi còn vinh váo hung hăng rát khí của nàng không khỏi dần dần trở nên ửa oải, tựa hồ là nhìn ra duy nghĩ trong lòng nàng, viên lão đuổi bước lên phía trước một bước, đánh tiếng giảng hòa, cười lấy lòng, nguyệt linh đại nhân, Hiểu lầm, hiểu lầm a, à, vừa mới nãy, Nguyệt Nhi cô nương ở chỗ này luyện đao, chúng ta đi qua, chỉ ở một bên quan dực, phan, cũng không tranh chấp gì, chắc phàm còn vì giá người linh động của Nguyệt Nhi cô nương, mà vỗ tay khen hay, đúng không, Nguyệt Nhi cô nương, ha ha ha, viên lão nhìn về phương hướng Nguyệt Nhi, mặt mũi tràn đầy cầu xin chi xác có phải vậy không, Nguyệt Nhi, Nguyệt Linh cũng cận thao mà rúng, quay đầu nhìn về phía Nguyệt Nhi do hỏi nếu việc này chỉ là hiểu lầm, nàng cũng lười vây viền toái, như vậy coi như tôi, nhưng nếu tiểu tử này thật sự dám khi dễ mọi tử nàng, hừ hừ cái kia chính là, cho dù liều cho cá chết lưới rách, nàng cũng tuyệt không từ bỏ ý đồ, liếc nhìn chắc phàm một chút, trong mắt Nguyệt Nhi vẫn còn có chút nộ khí, nhưng vẫn như cũ khái vập đầu, thằng thật nói, bọn họ chuyện gì đều không làm, là ta động tủ trước, lông mày chắc phàm láp một cái, âm tàm vật đầu, tiểu nha đầu này tuy tính cắt quật cường, nhưng cũng không điêu ngoa, dám làm dám chịu, ngược lại để người tán phục. Bất quá, Nguyệt Linh lại không thèm nói đạo lý, nói, liền xăm như ngươi động thủ trước, vậy cũng khẳng định là bị người khác bức ác. Hương, tiểu tử thúy, chuyện này chưa xong đâu, hãy đợi đấy. Nói xong, Nguyệt Linh liền cáo cổ tay Nguyệt Nhi một phát, rời khỏi nơi này, vừa đi còn một bên dặn đi dặn lại. Nguyệt Nhi, ngươi nhớ kỹ, trong tông môn không có một kẻ nào tốt, về sau đừng tiếp giúp cùng tiểu tử kia, đều có chuyện gì, cứ việc tìm ta và Mỹ Nhi dư tỷ, biết không, Vào. tỷ tỷ, tại trước mặt Nguyệt Linh, Nguyệt Nhi ngược lại là rất khao lao, vô cùng ngu toạn, chỉ là đi chưa được mấy bước, Nguyệt Nhi lại vụng trụng nghiêng đầu nhìn lại, cùng hăng chừng chắc phàm một chút, nhăn nhăn mũi ngọc tinh xảo đáng yêu, le le đầu lưỡi đỏ, chắc phàm ngương ngắp đứng tại chỗ, không còn gì để nói, nhìn bóng người hai tỷ mội chậm rãi biến mất, dặn không chỗ phát tiết, ha ha nói vậy mà nghe được sao mượn tử của nàng ta động tù trước, thế mà để lão tử chờ sam a à, thiên hạ này thì phi ân oán nào có cãi đạo lý gì có thể nói chỉ có phần chưa mạnh yếu a à? chậm rãi khoát khoát tay viên lão thở dài một hơi tựa hồ vừa trúng qua một trận đại kiếp mà lần này người linh chịu buông tay hoàn toàn bởi vì đáng không được độ sâu cả bối cảnh sau lưng ngươi không dám làm tới nhưng rau này có thể rẽ ở trong bóng tối làm chút tay chân ngươi phải coi chừng, nghe được câu này, chắc phàm duy nghĩ một chút, không khỏi cười khổ lắc đầu, hắn tại sao lại cấp quyên, nơi này là ma môn, động tủ còn cần lý do gì, nàng như bên ngoài, cho dù hạn ngươi đến mấy, cũng phải tìm một cái lý do mới được, nếu không thì danh bất chính, ngôn bất toạn, đúng rồi, viên lão, lần này Nguyệt Linh sưu tập tài liệu luyện công, chính hẳn là vì Nguyệt Nhi cô nương đi, lại suy nghĩ một lát, chắc phàm bỗng dưng nhíu mày. Sâu ra nói, gật đầu, Diên lão Người phần khẳng định nói, không sai, Nguyệt Linh tuy có danh xưng la sát, thủ đoạn độc ác, nhưng lại cực kỳ yêu thương muội muội. Đói đến, Nguyệt Linh bị phạt nhập vào tạp dịch phòng, cũng là bởi vì vị muội muội này, nguyên bản lấy tư chất của muội muội nàng, sống nên là đệ tử bị đào thải, nhập tạp dịch phòng, là nàng ta tự tiện đến phòng luyện đan trộm một khỏa thất phẩm đan hoàn cho muội muội phục dụng, cải tạo thể chất, mới thành tự Nguyệt Nhi hôm nay, lại hồi Nguyệt Linh bay rào. Nguyên bản, nhà đầu Nguyệt Linh này thế nhưng là có đủ tư chất để ra nhập ngóng đệ tử tinh anh A. Hắc, năng đối xử với mỗi muội tạt đúng là tỉ mỉ chu đáo. Không thản đếm dịa A. Thảo sau, chắc phàm vừa tán phục vật đầu, vừa ai than lên tiếng. Bất có lần này, nàng là có lòng tốt nhưng lại làm chuyện xấu. Xin chỉ giáo cho, chấu mắt nhìn, viên lão hoài nghi nói. suy nghĩ một chút, chắc phàm đạm mạc lên tiếng. Ta nghe nói Nguyệt Nhi luyện là ẩm ma đao pháp điểm mấu chốt nhất của vũ kỹ này, ngay tại hai chữ gầm ma, tôn vệ tà khí của ngàn vạn oan hồn, tăng cường uy lực đao pháp, chiến trong ma tính của người sử dụng đao hoàn toàn dẫn phát, cứ thế uy lực đại tăng, can cản giết tàn, phật cản giết phật, thế nhưng là, nhưng mà cái gì, thế nhưng là hiện tại, thương thế của Nguyệt Nhi còn chưa lành a à? chắc phàm nhìn về phía viên lão, bất đắc dĩ lắc đầu, nếu dùng trạng thái ngày tu luyện ma đa, đến lúc đó, ma tính đại phát, rơi vào điên cổ, tân thể nhất định giải rụp đổ. chương 923, nhiệm vụ 2 A, à, đến lúc báo Nguyệt Linh nhất định hối hạn đến muốn mạng, chỉ là bắt qua tiện tay vạn gãy cánh tay mà thôi. Tha lý thiết sau khi phục dụng Linh Đan, một hai ngày liền không giao, vì sao bây giờ còn chưa tốt, viên lão đừng yên tại chỗ, tay vốt chằm dâu, những mày, trong mắt lẽ qua một đạo tinh quang, lộ ra dị tường tâm túy, vừa nãy vì sao ngươi không nói với các nàng nói cãi gì lúc trước các nàng còn cơ đánh kêu giết lão tử lão tử cùng với các nàng có cãi rắm để nói bất giác cùng ông biếu môi trác phạm từ chối cho ý kiến lắc đầu viên lão nhịn không được cười lên lắc đầu vậy ngươi còn ở nơi đó văn tiết ngửa ngày lão hủ còn tưởng rằng ngươi quan tâm các nàng đấy quan tâm các nàng các nàng có quan hệ gì với ta tại sao ta phải quan tâm hai người bọn họ lão tử cũng không phải là hoa di mê vãi chay bất giác hơi nhẹ một tiếng chắc phàm trầm ngâm một trận sâu xa nói chỉ là ta cảm thấy nơi này có kỳ cọp sợ là khối thanh tịnh chi địa duy nhất trong tông môn này của chúng ta cũng không an bình a à. nghe được lời này viên lão càng lại nhịn không được bật cười chắc phàm a à, chỗ của chúng ta thế nhưng là tạp dịch phòng a à, là địa phương tàn khốc nhất trong tông mô chỗ nào thanh tịnh a à, viên lão người đây là không hiểu rồi Nơi này ngoại trừ giết chóc chính là bị giết, ngoại trừ dinh liền là tử, giữa người và người chỉ có quan hệ đơn tuần như vậy, chẳng lẽ còn không thanh tịnh sao, nếu người ở bên ngoài, lục đục với nhau, người lừa ta vạc, sống không bằng chết, nào có thể tìm đến nơi nào thanh tịnh như thế, bất giác hơi dưỡng rào, viên lão nhìn chắc phàm tạt sau, lại cười vật vật đầu, đồng ý nói, đúng a, à, chắc tiên dinh quả nhiên nhãn tức rất chính xác, chiêu thăng lời ngài nói nơi này quả tạp đúng là vô cùng thanh tịnh a à, ha 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 chắc phàm liếc hắn một cái cũng là cười to lên tiếp lấy hai người liền sóng vai quay trở về dọc đường di hai người cùng nhau nghiên cứu thảo luận trong lời nói đều có đại đạo chân lý chất chứa cảm ngộ trong lúc nhất tài hai người lại có một loại cảm giác cùng chung trí hướng chỉ hạn gặp nhau quá muộn chắc phàm cùng viên lão đi bộ nói chuyện lâu tất nhiên là nhạy được không ít vít lại viên lão cũng trong lúc tâm tình cùng chắc phàm thu được nhiều ích lại. Trải qua một đêm này, hai người cảm thấy tâm cảnh của mình, tờ hồ lại tăng lên không ít, con đường tương lai cũng rộng lớn hơn nhiều. Dạng sáng ngày thứ hai, chắc phàm vừa mới hoàn tất tu luyện, viên lão liền cuống cuồng chạy phòng của hắn. Vội vàng nói, chắc phàm chắc phàm, nhanh nhanh đi thao ta, thế nào, lại tập hợp, không nghe thấy tiếng chung à, khai trao mày, chắc phàm nghi ngờ nói, lại nói, Hôm qua vừa mới mở ra tu la tràng, hôm nay lại tới, còn có để cho người sống hay không? Bán chừng không qua 2-3 ngày, người trong tạp dịch phòng đều chết sạch. À, tu la tràng nào có dễ dàng mở ra như vậy? Hôm qua bọn họ vừa mở, hôm nay không dám mở nữa à? Kế nhưng nơi này là tạp dịch phòng, mỗi dạng giống đều phải bắt đầu làm việc, người cũng nên đi cắt dọn phòng cho nhóm trưởng lão công vụ một phen, cang, quét dọ Hai ngày trước ta đâu phải làm, không khỏi giật mình. Chắc phàm nghi ngờ nói, bất đắc dĩ chặn mắt một cái, viên lão thở dài, hai ngày trước, đếm điều là lão hủ bảo kê cho người a à, giúp ngươi giấu diến đấy. Thế nhưng là sau tu la chàng hôm co, Ngươi cũng đã hiện hình, lão phu cũng không tiếp tục vạt được, nhất là Nguyệt Linh kia, đan chừng còn nhớ mối tù hôm qua ngươi chống đối nạn, lúc điểm danh yêu cầu ngươi thì sao đau, cái gì, nàng còn có quyền lực này, ngươi không phải quản dự sao, này, lão hủ đã giống nói, ta chỉ là cãi quản sự trên mặt nổi thôi. Nơi này thực lực vi tôn, không khỏi cười khổ lắc lắc đầu. Diên lão một mặt cầu khẩn nhìn về phía chắc phạm, lão phu chỉ là đoán cốt cảnh. Cũ cáo không ngồi ngươi là cao tủ thiên huyền bất quá ngươi đừng làm khó dễ lão phu, nhìn lão già này một chút. Chắc phàm cũng bất đắc dĩ lắc đầu, thân thể động một cái, nhảy xuống giường, đi thao hắn. Hắn nói đúng, tất cả mọi người đều tính là bằng hữu không cần thiết khó giữ lão gia hỏa này coi như cũng đến lúc kết toán rồ rách, tìm cô ả à kia đi, hưng, trong lòng hừ lạnh một tiếng, chắc phàm thao viên lão đại dậm chân ni tảng về phía trước, chỉ chốc lát sau, lên tới Quảng Châu, mà ở nơi đó, tất cả mọi người đều đã tập họp, khơi lang cùng Nguyệt Linh ứng ngực ngầm đầu đứng ở phía trước, nhìn xuống tất cả mọi người, nhìn thấy chắc phàm đến, không khỏi niếc nhìn nhau rồi cùng lộ ra nụ cười lạnh lão, có sát khí, ánh mắt bất giác nhíu lại, chắc phàm tầm run trong lòng, Nhấc lên người hai vạn phần tinh thần, tất cả mọi người đã đến đầy đủ. Bây giờ chúng ta an bài nhiệm vụ. Lặn lùng liếc mọi người một chút, Nguyệt Linh tiếp nhận danh rất từ trong tay viên lão, bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Trương Phú Quý nghĩ dĩnh xương vụ rất quét sọn gian vòng cổ thạch cung phụng, Vương Thiên Lôi, Trương Minh Kỳ phụ trách quét sọn phòng ngủ của lưng trưởng lão. Những người bị chỉ tên liền vội vàng đi ra phía trước, hướng ba người khẽ kho người đến chỗ đặt dụng cụ bên cạnh bọn họ san rét công cụ cần dùng, đồng thời trong lòng một trận hoan nghỉ, tiết động đến hoa chân mố tay, chắc phạm nhìn thấy thì vô cùng kỳ quái, cha những người kia đi quét dọn gian phòng, có gì có thể hưng vấn, chẳng lẽ có khanh tưởng hay sao, thế nhưng đến lúc bọc hết tên tất cả mọi người, chỉ còn lại chắc phạm Nguyệt Linh lại dương mắt nhìn hắn, khóe miệng sạt qua một đường cong cả gì, lên tiếng hát lớn, chắc phàm, mang thao công cụ, đi cắt dọn phòng ngủ của tông chủ, lời vừa nói ra, tất cả đệ tử tạp dịch đều bạo cười thành tiếng. Ánh mắt nhìn về phía chắc phàm tràn đầy bộ dáng cười trên nỗi đau của người khác, không khỏi dưỡng dao. Chắc phàm một mặt mê mang, không biết chuyện gì, bọn họ như vậy là sao? Có cái gì mà lại cao hứng như vậy? Bất quá, gian vòng của vị tông chủ này, hắn sớm muốn cũng phải đi qua một chuyến. Lần này chính là một cơ hội. Tả vô nguyệt, ngươi đến cùng là khiến lão tử tới đây để làm gì? Lần này phải hảo hảo nói chuyện một phen, chương 924, Hạp lại tà vô nguyệt mộc, đường thao tia nắng ban mai, hai bóng người một già một trẻ, xuyên qua đình đài san sát, từng đạo rãnh chày, cuối cùng đi vào trước một tòa đại điện trắng lệ, viên lão đưa tay chỉ chỉ một mảnh đình viện lầu các lộng lẫy này, tỉ mỉ dặn dò, chắc phàm, đây chính là nơi tông chủ nghỉ ngơi, hết thải ba gian vòng. người vải tỉ mỉ, quét sạch từng cái, tuyệt không thể lãnh đạm, con bà nọ, hơn 200 gian vòng, hắn cũng có thể ở qua hết, bất giác nhẹ hừ một tiếng, chắc phàm tầm máng ra miệng, phát tiếc bực tức, thế nhưng viên lão nghe được kỳ vội vàng khoát khoát tay, làm ra một cái tủ thế in lặng, chửi chùi mồ hôi lạnh trên đầu, vội vàng nói, đây là tông chủ tri tôn, đương nhiên vải thường duyên được lau chùi, đám người tạp dịch chúng ta tiệc không thể nói bậy, nếu không, nói đến đây, viên lão để tay tại cổ mình ra dấu cắt một chút, sắc mặt tràn đầy ngưng trọng, chắc phàm rõ ràng, tân là tông chủ ma tông, tiểu tử này khẳng định không phải kẻ nhân từ nương tay, người nào ở sau lưng hắn đàm ngận thị phi, khẳng định không có kết cục tốt, có điều hắn lại không dọ, bởi vì tà vô nguyệt đam hắn tìm đến, tuyệt đối sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà động thủ với hắn, nếu không, vị tông chủ này quá không biết nhìn đại cục, chắc phàm hiểu rõ trong lòng, chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm, đều nám quả đáng, tốt, ta đi vào quét sạch, đam cai trổi khiêng lên trên vai, chắc phàm đại đại liệt nhiệt đi vào trong miệng viên lão cái thế thì bất sắc khẩn trương vội vàng giống chiết giữ chặt tay áo hắn một mặt nghiêm túc dạn dò chắc phàm hiện tại lão vô vải để tỉnh cho ngươi một câu vị tông chủ này tính tình cô quái còn có bệnh tiết sạch sẽ lúc ngươi cất sọ phải chú ý một chút cẩn thận mọi thứ đều khiến tông chủ không cao hứng vài phút rơi đầu a à. ngươi có biết gì sao lúc trước những người kia nghe được ngươi bị an bại đến gian phòng của hắn lại cao hứng không cũng là bởi vì tránh thoát được một kiếp đầy a à. Nguyệt Linh đem người ăn bài cất dọn phòng ngủ của tông chủ, rõ ràng là của ý dây nên, mượn chuyện công báo tư thù, mượn tay tông chủ diệt trừ ngươi, ngươi phải hành sự cẩn tặn tỏa đáng, không thể nôn nôn nóng đóng, đánh mất tính mệnh của ngươi à. a hạ thì ra là thế, đa tạ viên lão nhắc nhở, ta đi, chắc phàm vật giật đầu, tiếp lấy hướng viên lão ôm quyền, nói một tiếng tạ, nhưng tác phong vẫn như cũ không thay đổi, khiêng cây trổi lên trên vai, đại đại liệt nhiệt đi vào đại điện tựa hồ hoàn toàn không để vào trong lòng dường như hắn tới đây không phải là để quét sọ mà chính là để ăn cướp viên lão nhìn đến thì không còn gì để nói gương mặt nhịn không được mà mãnh liệt co rút bất đắc dĩ lắc đầu a à, tiểu tử này tập đủ cùng vạn dự không dạo a à, tiến vào bên trong đại điện chắc phàm thảo bắt nhìn quanh toàn bộ đại điện vàng son lộng lẫy ở vị trí chính giữa là một dế giường mộc cạch rộng cỡ một người nằm trong rút long lanh vô cùng danh quý, hai bên trái phải, nến sắp thành hàng, điêu khắc tỉ nị, rồng bay vượng ngố, sinh động như tặc, ngoài ra còn có một tiết bình xứ men danh trạng ngọc, được bạt sen cãi với nhau, cực kỳ trăng nhã, vừa nhìn qua, liền khiến người ta cảm thấy một loại cảm giác vô cùng cổ kính, hào khí mà không đột ngột, phú quý nhưng không hiển lộ, chắc phàng âm tầm vật đầu, chỉ nhìn cách bố trí của đại điện này, hắn liền đã có thể đoán được. Tà vô nguyệt này tuyệt đối là một kẻ tâm tàng bắt lộ, hỉ nội chất chứa tại tâm, lại không lộ vu giác, là cao tủ chân chính, tu nguyện tâm cảnh đến thượng tầng, khụ khụ khụ, Bợt nhiên, một tiếng ho nhẹ đột nhiên vang lên từ sau lưng, chắc phàm bắt giác giật mình, quay đầu nhìn co, lại thấy một nam nhân tân mang áo lộ, khuôn mặt tà dị, đang đứng tại cửa ra vào, lạnh lùng thao dõi hắn, bất quá, trong tiết tắc chắc phàm quay người, trong mắt người kia lại lộ ra một tia kinh ngạc, tiếp lấy thì thao lên tiếng nói, chắc phàm, Tà vô nguyệt, mí mắt khẽ run, chắc phàm cũng lên tiếng, mỉm cười vật đầu. Cái miệng tả vô người xả qua một đường cong đạng mạc, nhẹ bước lướt qua vai hắn, đi về phía mộc tọa, vừa đi vừa một bên trêu đồ. Ha 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 vẫn là không có quy củ như vậy a à. bất quá chắc phàm, đã vào môn hạ của ta, cốt sáu cũng nghen dưng ta một tiếng tông chủ đi. Tông chủ, không khỏi điễu môi, chắc phàm từ chối trọi ý kiến, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bạn tôn của tả vô nguyệt, lúc trước chỉ là vập qua thần hồn của hắn, liền thần hồn hình thái đều không thấy được, chỉ là một cái hư ảnh ma thôi. Lúc này nhìn thấy chân nhân, bất giác đem điều không hiểu tâu lông toàn diện nói ra, xin hỏi tông chủ trăm cây nhìn đáng, xa xôi ngàn dặm chạy đến thiên vũ tìm ta, còn bỏ ra đại giới là một khỏa cửu phẩm linh đan để ta nhập tông, chính là để cho ta quét dọn phòng cho ngươi sao, chắc phàm liếc hắn một cái tật sau, khiêng cay trổi trên va, ánh mắt hung rác, nào có một chút bộ dáng muốn cất sọ rõ ràng là muốn đánh nhau a à. tả vô nguyệt không khỏi khẽ cười một tiếng khí ngược nói nếu cầm một khỏa cửu phẩm linh đan để ti ngươi đến quét dọn phòng cho ta thế thì bản tông tạt sự thô thiệt a à? dạng người như ngươi sao có thể là cậy cần cù chăm chỉ quét dọn sạch sẽ phòng ốc cho người khác chắc phàm cúi đầu nhìn bộ dáng của chính mình cũng rất có tự mình hiểu lấy lắc lắc đầu hắn đánh người thì có thể chứ quét dọn phòng bắn chừng không có khả năng kia bắt giác ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng tả vô nguyệt lại nhìn hắn một cái, cũng không còn tiếp tục vòng vo, sắc mặt trở nên nghiêm túc, nói thẳng, chắc phàm, nói tặc, thực ra, lần này bản tông mời ngươi nhập tông, vốn định đưa ngươi vào dưới chứng bản tông, lấy danh nghĩa đệ tử tông chủ, gia nhập vào nhóm đệ tử tinh anh, đại biểu tông môn tiến về song long hội, bất quá, ngươi mới vào tông môn, đại cung phụng còn chưa tin vào năng lực của ngươi, nên đành tạm thời đưa ngươi xung quân vào tạp dịch phòng, khảo giác một phen, lo lắng của đại cung phụng, ta có thể lý giải, chỉ là, chương 925, gặp lại tà vô nguyệt hai đệ tử tinh anh, đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn, tạp dịch phòng, bốn cấp độ, theo tứ tự từng bước sắp xếp đi xuống, vì sao lại phải ta đến tạp dịch phòng ở tầng chót, tốt xấu ta cũng có tu vi thiên huyền thất trọng, cho dù như thế nào thì cũng có thể nhập vào nhóm đệ tử ngoại môn đi còn có, song long hội là cái quái gì, chuyện về song long hội. Bây giờ, ngươi tạm thời không cần biết, còn ăn bài của đại cung phụng ếch, cũng chỉ chất ta, lúc trước bản tông khanh ngươi có mức, đến mức đại cung phụng không tin trong lòng, liền đam ngươi vãi đến tạp dịch phòng đi. Hắn nói, đứng như ngươi thật sự lợi hại như vậy, cho dù ở tạp dịch phòng cũng có thể trở nên nổi bật, bổn tạ vương nghĩ thấy cũng đúng, liền đồng ý, dù sao lấy năng lực của ngươi, tùy tiện lập cái đại công liền có thể đi ra, tạ vô nguyệt nhất miệng cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, thế nhưng chắc phàm nghe được Ra mặt lại nhịn không được mà hung ắc run rẩy khát lớn lập công cãi rằng a à, không bột đố vột nên hồ ngươi muốn ca lập công dù sao cũng phải cho ta cái điều kiện để lập công a à. bị cãi tạp dịch phòng kia ngăn cắt ta muốn lập công đều không có cơ hội huống hồ hiện tại công lao cải tạo đệ tử tạp dịch phòng cũng bị hai con hàng nguyệt linh khuê lang kia đoàn mắt ta có thể làm gì cái này phải san chính ngươi tóm lại ngươi phải chứng minh ngươi năng lượng cho toàn bộ người trong tông, nếu ngươi liền hai người kia cũng không dánh bằng, thì chung thân kết cục ở tại tạp dịch phòng cũng tốt, nhẹ nhàng vùi phủi cho bụi vốn không tồn tại trên ống cài áo. Sắc mặt tà vô nguyệt đạng mạc, lạnh lùng lên tiếng, còn cọ, đừng ở trước mặt bản tông không lựa lời nói, cả ngày đánh gióng, lần này là cảnh cáo, lần sau sẽ không dễ dàng tha thứ cho ngươi như vậy, nghe đến sao, bà mẹ ngươi chứ, trăng bước bất đắc dĩ sao mũi một cái chắc Phạm tầm nghĩ trong lòng, nhưng đầu lại là cực kỳ đàng hoàng vật đầu. Biết, vậy thì tốt, thân đã là đệ tử tạp dịch, liền bắt đầu cất sạch đi, bạn tông giam trước một chút, cái trước phụ đệ tử tạp dịch này, người làm có xứng trước hay không, không khỏi cười tà một tiếng, tà vô nguyệt sống như chế diễu, nhìn về phía chắc Phạm, đường đường nhất đại kiêu hùng, thiên vũ đệ nhất nhân, đam các bại thế lực trong thiên vũ điều cất sọ, giờ lại trở thành một kẻ quát sọn vệ dinh tầm thường lại sẽ có thể có dáng dấp ra dao. Tà vô nguyệt cười tầm trong lòng, chăm chú nhìn hắn không thả, chắc phàm bất đắc dĩ trận mắt một cái. Trong lòng tầm hạn, vung tay lên, cây trội nhất thời từ trên vai vi lên, gào thét mà co, rất có phong độ đại tướng. Một đạo hoàng mang từ bên chân lướt qua, nhẹ quát khắp nơi, tốc độ quá nhanh, mắt thường khó thấy, chỉ trong chốc lát, đã là qua lại hơn khoảng trăm hồi, chỉ một toáng, cắp bay đã chạy, tím giấy gió vang lên, trong đại điện bất chợt nổi lên một cỗ gió lốc màu vàng, liên tục gào thát, các bụi bay múa đầy trời, không thấy bóng người. Khụ khụ khụ, Tả Vô Nguyệt kịch liệt tăng háng một cái, vội vãi tra miệng mũi, khải phung tay, hét to, "Ngư, chắc phàng, ngươi dừng lại cho ta." "Á, à, tông chủ, làm sao?" Không khỏi dưỡng sao, chắc phàm dừng lại động tác trong tay, để trời phong bạo cũng đồn một dừng lại, tả vô nguyệt hung hăng trưng hắn, trong mắt hiện lên cơn dạn dữ trên chắn nổi vân danh, nghiến răng nhến lại nói, ngươi là của ý có phải không, quát giác có thể quét như thế à, ngươi muốn đánh nhau sao, từng quét như thế không được sao, không phải rất sạch sẽ sao, chắc phàm tỏ vẻ vô tội, chỉ chỉ một mẫu ba vần đất dưới chân hắn, Hoàn hãi nói, thật sự là rất sạch sẽ, trên tảng đá xanh trong bại rảnh không còn một chút bụi đất nào, bất quá, tảng đá xanh cũng trong chớp mắt này, vì hắn quét tành đá trắng, lông mày nhịn không được hung hăng run run. Tà vô nguyệt không còn gì để nói. Nằm chặt xong quyền, cắn răng nói. Nếu không phải bồn tọa thấy ngươi còn có tác dụng lớn. Hiện tại nhất định đánh chết ngươi. Được rồi, đời này không cần ngươi quát. Làm việc khác đi. An, chắc phàm cũng trở nên người phần ngu toạn. Dị thường nghe lại, sai người muốn đi. Thế nhưng hắn vừa mới động bước, liền nghe đùng một tiếng. Một cái bình giữ thanh hoa nhất thời bị võ thành tứ phan ngũ liệt, nhớp mắt nhìn co, lại vạp cay trổi hắn cạp dưới nét, không biết như thế nào lại vừa kháo đụng chúng mình giữ thanh hoa kia, liền đam nó đập nát, vừa đỡ cái chán. Tà vô người tức sạng mặt lại, chắc phàm thấy thế vội vã khoát khoát tay, tông chủ đừng vội, ta tới tu tập, nói rong, hắn liền vội vàng kho người đi tìm kiếm những mảnh vỡ kia, thế nhưng, hắn không kho người còn tốt, hắn vừa cúi xuống, cây chổi hắn cạp dưới nét lại nhét lên, nhất thời lại đam một tòa ngọc điêu bên cạnh đánh bay đi, liền nhà ảo ảo, nất cành mảnh vụ lông mày nhịn không được hung hăng trực nhảy, hai mắt tả vô nguyệt đều nổi lên hỏa quang, một bộ muốn lăn thịt người, cung tợ nhìn về phía chắc phàm, không giao, tông chủ, ta tới tu tập, chắc phàm ngược lại rất có trách nhiệm, vội vã khoát khoát tay, lớn tiếng nói, thế nhưng tả vô nguyệt đã không thể nhẫn nhịn được nữa, mắng to, người thu tập cãi rắm càng thu tập càng loạn, là, cút ra ngoài cho lão tử, lão tử thấy, người vẫn là tích học đi chỗ khác, về sau, việc quét dọn phòng này, ngươi không cần làm, Dinh nghĩ thập ký cho lão tử, làm sao để đi ra tạp dịch phòng đi. Vào, tông chủ, Khải giật đầu, chắc phàm cười tầm trong lòng, ngừng khóc khởi chạy ra đại điện, chuyển mắt liền không thấy tâm hơi, chỉ còn lại tà vô nguyệt, một người ngồi ngay ngắn trên bảo tọa ngọc thạch, nhìn theo phương hướng thân ảnh chắc phàm biến mất, phổi đều vì tức giận mà sắp nổ, lại nhìn xuống đống bừa bộn dưới đất, càng là một bụng tức giận không có nơi giả. Hẳn đến nghiến tăng nhến lại, chương 926, dê thế tội một, người đau, gầm thét một tiếng, tà vô nguyệt ngửa mặt lên trời thát xài, trong mắt đều là vô tận giác ví, man không được phát ra, một lão giả tầm 60 tuổi, pháp người nhỏ thọ, vội vàng chạy vào, cảm thụ được sát khí lạnh lão kia thì không khỏi run lên một cái, vội vàng cúi đầu ông quyền nói, tông chủ, không biết có chuyện gì mà ngài tức giận như vậy, mắt ngươi mù à, nhìn giam trên mặt đất đều là thứ gì, Tà vô nguyệt phát ống tay áo một cái, hư lạnh lên tiếng, thân thể người kia lắc một cái, cẩn thận từng ly từng tí nắng nhìn bốn phía. Lúc này mới phát hiện, đại điện tông chủ lúc trước còn tinh dạo chỉnh tề, lúc này lại đã đầy dãy các bụi, đồ sứ ngọc Biêu vỡ vụn một chỗ, đơ là bừa bộn chi cảnh, hai tay không khỏi run run chả chả mồ hôi lạnh trên trán, người kia một mặt đáng chắc, để bắt mê mang, tê cuối cùng là tiểu nhân không biết ta, tiểu nhân liền đi thăm dò, chậm đã, người kia đang muốn vội vàng tát khỏi nơi đây, đợi đến khi điều tra rõ ràng, bắt lấy cải cầm đầu, lập công chuộc tội, lại đến gặp tông chủ. Khi đó, tông chủ cũng có người để xuất khí, sẽ không lấy hắn chút dại. Thế nhưng, còn không đợi hắn phóng ra một bước, tà vô nguyệt đã lên tiếng, lặn lùng nói, ngươi không cần phải đi, ta biết là ai. Ấn, tông chủ, ngài biết, không khỏi dưỡng sao, đầu người kia liền to ra, đứng ngài đã biết. Ấn thao tính khí trước kia, không phải đã sớm đem người kia đánh chết a? À. ta đến cũng chỉ là tu dọn rác mà thôi. Nhưng bây giờ giam ra, nào có cố thi thể nào để thu a? nhìn tới nuôi hai bên, như hoặc trong mắt người kia càng sau, mình bại suy nghĩ trong lòng hắn. Tạ vô nguyệt cũng không nói thẳng, chỉ đạm mặc lên tiếng, hôm nay, có một tạp dịch đến phòng ta quét dọn, đúng đúng đúng, nhất định chính là những tên tiện nhân kia làm, con bà nọ, không muốn giống, chân tay lóng móng, lại dán đập hư đồ cổ tông trụ. Tả vô nguyệt còn chưa dứt lại, người kia đã dặn hừ một tiếng, hùng hùng hồ hồ nói. Tông chủ yên tâm, tiểu nhân liền đi tra chân tướng, săn là tên tạp dịch nào làm, nhất định đem đầu hắn cầm về vập tông chủ. Nói xong, hắn lại muốn quay người rời đi, tả vô nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, lên tiếng, trả về, ai nói ngươi đi, bất giác co ruột cổ lại, người kia vội vàng quay đầu lại, cúi đầu nói, ăn, tông chủ, còn có gì phân phỏ thành thành thật tạp đứng yên đó. Nhà bản tông nói hết, lặn lùng nhìn hắn. Tả vô nguyệt khàn từng chữ một, người kia liên tục vật đầu, như gà mổ thóc, không còn dám động đậy. Tà vô nguyệt tấy thế thì hại lòng vật đầu. Hoàn thai lên tiếng, tên đệ tử tạp dịch làm hỏng đồ vật của bản tông kia. Bản tông biết, hắn vội trách phàng. tông chủ vậy mà biết hắn là ai. Cái kia càng dễ làm hơn, ta lập tức gọi người đem tiểu tử kia bắt tới lão đầu nhi kia vỗ tay một cái. Cười to lên, thế nhưng khi hắn nhìn tới ánh mắt lạnh lão của tà vô nguyệt, lại nhịn không được ngữ khi chỉ trệ, cái đầu vừa mới đắc ký ngẩng lên, cũng lại tu về, đồng thời nâng tay hung hăng và biệng mình hai cái, trong nháy mắt liền dưng đỏ, vừa mới nãy, tông chủ đều đã nói qua, đừng lộn xộn tại sao hắn lại quên, a à, nên đánh, nhẹ liếc nhìn hắn một cái, tà vô nguyệt không nói gì, tiếp tục nói, chắc phàm kia, mặc dù là người vây chuyện, nhưng không người nào được động đến hắn ngược lại là giam tên hỗn trứng khốn kiếp nào vãi hắn đến cát sọn gian vòng cho bản tông, người đi tra rõ ràng cho ta, rồi giết chết hắn. Lúc tả vô nguyệt nói những lời này, sắc mặt dày đặc đáng sọ, ngư khí càng là băng lạnh, lão đầu nhi kia chỉ vừa nghe được câu này, liền đã lại đến mức không khỏi đánh cãi dùm mình, bất quá, để hắn có chút không hiểu là, làm sao kẻ vây chuyện lại không có việc gì, ngược lại, lại muốn truy cứu người ở sau lưng phân công nhiệm vụ chứ, cái này thế nhưng trước kia là vần như chưa từng xuất hiện, dù sao, chỉ cần chuyện này vừa mỏ, về sau ai còn dám vãi người đến quét dọn phòng tông chủ, đoán chừng nếu có cũng chỉ khi rút tam dinh tự a, à. nhưng tà vô nguyệt đã không nói, Hàn cũng không dám hỏi, đành vải kho người từng bước nuôi ra cửa điện, chỉ để lại tà vô nguyệt, nhìn lấy một bảnh tán loạn chi tượng trong đại điện này, lửa giận trong mắt vẫn không tắt, ở một phương diện khác, tạp dịch phòng đi qua bồi cất sạch sáng ngay. xăm nhiều viên mãn kết thúc công việc sau khi tất cả mọi người hoàn thành nhiệm vụ của mình, đều trở lại chỗ tập họp, đột lên công cụ, ba người vê la, Nguyệt Linh cùng viên lão, kiển điểm nhân số, nhưng đến sau cùng, tất cả mọi người đã trở về, nhưng lại không thấy cái bóng của chắc phàm, Diên lão nhíu mày, trên mặt có chút lo lắng, Nguyệt Linh cùng quê lang liếc nhìn nhau, lại cùng phát ra tiếng cửa ưu ám, xem ra tiểu tử kia lành ít sữa nhiều à, cười lại, khơi lang tà dị nói, Nguyệt Linh cũng vập vập đầu, trong mắt hiện ra vẻ dân trá, tông chủ tính tình cô quái, bác bài đủ chuyện, trước kia không ít đệ tử tạp dịch gì làm ra chuyện khiến tông chủ không hài lòng, nên mới bất mạ, tiểu tử này mới đến, lại đi phòng ngủ của tông chủ làm việc, ha có thể không vạm sai lầm, khạc 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 bán chừng tiểu tử kia a à, là về không được nữa, lời vừa nói ra, tất cả mọi người bất sắc cười to lên, một bộ dáng cười trên nỗi đau của người khác, chỉ có viên lão bất đắc dĩ lắc đầu, thả dài, nguyệt linh, mặc kệ sau lưng tiểu tử kia có gì bối cảnh, thì chúng ta không tiện xuất tủ, nhưng đắc tội tông chủ, mượn tay tông chủ giết hắn, cũng không có ai trong ma rét tông ta dám nói nửa giữ. Đột khí hôm qua hắn chống đối ngươi, ngươi cũng nên tiêu tan đi, hơi lang nhìn về phía Nguyệt Linh, cười nhạt lên tiếng, Nguyệt Linh khẽ vặp đầu, khái miệng sạc qua đường cong vui vẻ, mà đúng lúc này, một tiếng hát phẫn ngộ lại đột nhiên từ trên trời vang lên, mọi người ngầm đầu nhìn lên, lại chính vạc bột cái tiểu lão đầu đang lăng không bay tới chỗ bọn họ, người còn chưa tới, nhưng tiếng quát phẫn nộ dĩ nhiên đã chuyển đến bên tai mọi người. Quản lý tạp dịch phòng đau, đều đi ra ngoài cho lão phu, an, đây không phải là tôn chấp sự trung coi đại điện tông chủ a à. la ngửa mặt lên trời niếc mắt một cái, không khỏi cười khẽ một tiếng, chương 927, dê thế tội hai Nguyệt linh cười lại khái miệng cong lên nụ cười đắc khí. Xem gia tiểu tử kia thật sự vây chuyện đền đại điện của tông chủ, có lẽ cũng giống mọi khi, tôn chấp dự tới đây chửi mắng chúng ta một trận, sau đó vội chúng ta đi xử lý thi thể. Ừ, tuyệt đối là như thế, bất qua, vì giết chết tên tiểu tử thúi kia, mà hại chúng ta bị chửi mắng, cuối cùng là thua thiệt hay là kiếm lại, ha 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 đối chúng ta mà nói là thua thiệt, nhưng đối với tiểu tử kia tới nói, lại là kiếm lại, người duy nghĩa một chút Sam, tiểu tử kia một đầu tiện mệnh, thế mà có thể khiến hai đại cao thủ thần chiếu chúng ta bị mắng chửi. Đó là hắn có nhiều phúc phận a à. ha 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 Nguyệt Linh liếc nhìn quê lang một chút, cười to lây, khơi lang cũng nhìn về phía nàng, lập đầu cười nói, nói đúng, Nai đúng a à. ha ha ha, kết quả là, hai người lại nhìn lẫn nhau nhìn không ngừng cười to, cẳng đến khi tôn chấp dự đi tới gần, mới dừng lại, tôn chấp dự đại giáo quang lâm, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội, lão hổ viên hưng cương, chính là quản sự tạp dịch phòng. Là, chuyện ở tạp dịch phòng các ngươi, lão phu còn không biết, ngươi cũng chỉ có cái tên trên danh nghĩa mà tôi, gọi Nguyệt Linh Khuê Lang tới gặp ca, Diên lão vừa mới lên trước nghênh đón, tôn chấp dự đãi là vung lên ống tay áo, lên tiếng mắng to, không còn cách nào. Viên lão đành vải co rụt đầu lại, ngươi xuống, Nguyệt Linh cùng Khuê Lang nhìn thấy, đổi bước lên phía trước, kho người bãi nói, tham kiến tôn chấp dự không biết lần này tôn chấp dự đến đây là có chuyện gì quan trọng muốn phân phó. Phân phó, ta cũng không dám, nếu là lão phu phân phó các ngươi làm việc, đầu lão phu đoán chừng cũng bị các ngươi làm liên lưỡi mà rơi. Bất giác dạnh hừ một tiếng, tôn chấp dự trừ ầm lên, đến tổ cùng là các ngươi vãi tên đệ tử nào đi cất sọ đại điện tông chủ a, à? không chỉ là đơn giản là chân tay lóng ngóng, quả thực chính là trùng phá hỏa. Lúc lão phu đi vào sam, toàn bộ đại điện kém chúc bị hắn đánh nát, vâng vâng vâng, đây là sai lầm của chúng ta, người tôn chấp dự cùng tông chủ bất giận, khơi lang cùng Nguyệt Linh không ngừng vật đầu, mặt ngượng nhịu, nhưng trong lòng lại sớm đã cười nở hoa, ấn thao tự tọa của tôn chấp dự, tiểu tử này khẳng định gây ra họa vô cùng lớn, cái kia còn có thể sống sao, sau đó, Nguyệt Linh lại khiêm tốn mà xin lỗi một tiếng, liền cẩn tặn từng ly từng tí thử dò xét nói, tôn chấp tự. bây giờ chúng ta sẽ lập tức đam thi thể xử lý dạy, một lần nữa quét dọn lại đại điện xử lý thi thể, xử lý cái gì? Ta có nói trên đại điện có thi thể sao? Lông mày bất giác nhướng lên một cái. Tôn chấp sự lạnh lùng liếc về phía hai người. Hai người bất giác dưỡng xa, đều là chẳng hiểu ra sao. Chẳng lẽ tông chủ đã đem tiểu tử kia một trường đánh thành cho, chết không còn thay. Chớp chớp mắt to vừa có chút mê mang nhưng lại có chút hưng phấn. Nguyệt Linh trông đợi nói, bất giác cười lạnh một tiếng. Tôn chấp dựa tựa hồ nhìn ra tâm tư hai người, khinh nghiệt nói, các ngươi nghĩ đạp lắm, tiểu tử kia chạy rồi, căn bản không còn ở trong đại điện tông trụ, cái gì, chạy, không khỏi giạc mình, hai người liếc nhìn nhau, nhịn không được âm thầm tắt lưỡi, xông ra họ lớn như vậy, tiểu tử này còn có thể chạy, thật không đơn giản, sau đó, khơi lang vội vàng ông quyền kho người, quát co, tôn chấp sự yên tâm, hắn ngất đinh sẽ chạy không quát, ta lập tức dẫn người đi tín. tuyệt không làm phiền các sư huynh đệ ngoại môn cùng nội môn, gây phiền toái cho mọi người tìm cái gì mà tìm a à? đó là tông chủ thả hắn chạy tông chủ lại không truy cứu giai lầm của hắn khai trao mày tôn cháp dự dạn quát một tiếng vẫy vẫy tay áo co trong đầu như bị thần trung mộ cổ võ vang hai người nguyệt linh cùng gây lang trong nháy bắt liền ngây người ngây ngốc liếc nhìn nhau quả thực không thể tin được đây là tặc phạm vải chuyện lớn như vậy tông chủ thế mà đều không truy cứu đây là tác phong của tông chủ sao bất giác cười lạnh một tiếng Tôn chấp sự làm sao không nhìn ra tâm tư bọn họ, không khỏi cười nhạo nói. Lão Phu nói ra chuyện này, cũng khó chất các ngươi không tin. Lão Phu ở cùng Tông Chủ nhiều năm như vậy, liền Lão Phu đều khó mà tin được Tông Chủ lại làm ra quyết đoán như vậy. Nhưng là, đây chính là mệnh lệnh của Tông Chủ, cái đệ tử tạp dịch sỏi là chất phàm kia, không người nào được đụng vào. Hơn nữa, hôm nay là con mẹ nó ai vãi tiểu tử kia quét dọn đại điện Tông Chủ, ra ngoài cho Lão Phu, Tông Chủ muốn có chỗ chút dặn, Tôn chấp dự nói lời này rác dí lãng liệt, xa xa truyền đến trong tai các đệ tử, không khỏi lạnh run một cái. Nguyệt Linh cùng gươi lang lướt nhìn nhau, trên ốt đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Trương Phú Quý, lão tử cho ngươi đi quét dọn phòng ngủ tông chủ, ngươi làm sao lại để chắc phàm đi. Con ngươi dãy chuyển vải chuyển đi lanh quanh, gươi lang đột nhiên chỉ một tên đệ tử trong đội ngũ. Gát lớn, cái tên gọi là Trương Phú Quý kia không khỏi sững sau, bị dọa đến toàn thân run dài, vội vàng giải thích không 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 hôm nay ta quét dọn là thạch cung phụng yên miệng lão tử cho ngươi đi quét dọn phòng ngủ tông chủ ngươi thế mà để trác phàm đi chẳng lẽ ngươi không biết tông chủ của tông chủ phải do đệ tử cũ kinh nghiệm phong phú đi quét dọn à hắn là một cái mới tới chân tay lóng ngóng chẳng phải dễ vập rác dối dao lại dám khi dễ tân nhân còn khiến tông chủ tức giận tội không thể tha đi chết đi đồ trương phú quý còn chưa kịp giải thích Khơi lang liền đã thưa dệt một chuỗi giải tội danh trùng lên trên đầu của hắn. Tiếp lấy không cần giải thích, đánh ra một trượng, liền vạp cải kia dưới một cỗ cương phong bị đánh bay ra ngoài, nhịn không được phun ra bột miệng máu tươi đỏ thẳng, liền trong nháy mắt không còn sinh cơ, trả thành dây thế tội cho hai người Nguyệt Linh quê lang. Chỉ là đến chết hắn cũng không hiểu, làm sao đang yên đang lành, liền bị hai vị lão đại xử lý. chương 928, ối cản tần bí một, thi thể trưng phú quý nặng nề mà rơi xuống đắt máu tươi từ bên trong thất phiếu chậm rãi chảy ra hai bắt vẫn như cũ mở to mê mang không cam làm những đệ tử tạp gì có bên cạnh ào ao nuôi lại bấy bước cầm như hến đã bị dọa đến phát xôn Khơi lang hướng tôn chấp dự ông quyền không người nói khởi bẩm chấp dự đại nhân kẻ đầu tư đã bị tại hạ dử quyết mong rằng đại nhân minh sát. nhẹ nhàng liếc người kia một chút tôn chấp dự này cũng là lão hồ nghi hà có thể không biết mờ ám bên trong có điều hắn cũng không muốn hỏi nhiều. Cười lại một tiếng, cảnh cáo nói, Nguyệt Linh quê lang, các ngươi bí mật làm cái tiểu động tác gì, Lão Phu cũng không muốn quản nhiều, nhưng đừng nên lụi đến dựa vụ bình thường trong tông, nếu không, trong mắt hơi hiếc, sắc khí trong mắt tôn chấp dự lộ ra ngoài, hai người kia vội vàng một cúi đầu, bị dọa đến run lẩy bẩy, liên tục vật đầu, còn có trầm ngâm một chặn, tôn chấp dự tiếp tục nói, Lão Phu đi theo tông chủ đã vài chục năm, Công chủ nổi chặn lôi đình như thế, là rất chiếm thấy, nhưng dưới cơn thịnh nộ như vậy, lại mạnh mẽ áp xuống, càng thuộc phượng mau lân giác, cho nên, đối với tiểu tử gọi là chắc phàm kia, thì hắn chỉ là cái đệ tử tạp gì, nhưng các ngươi vải tự biết tính to mới được, thân thể nhịn không được lắc bò cái, hai người cùng nhau tầm run trong lòng, nhìn giam lẫn nhau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng, chắc phàm này đến tột cùng là tần thánh vương nào thế mà liền tông chủ đều không dám tùy ý động đến hắn. tin nói đây là một chuyện nhỏ, nhưng lấy tính khí của tông chủ, Như tới đây, tâm hai người liền càng thêm trở nên nặng nề. Nhìn thấy hai người tựa hồ đã coi trọng, tôn chấp sự nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, tạm mạc lên tiếng. Tốt, nếu cải có tội đã đền tội, vậy lão phu liền hồi điện phục mệnh, hai người các ngươi, tự giải quyết cho tốt đi, vừa mới nói xong. Tôn chấp dự dặm chân một cái, nhất thời lang không bay lên hai người kia vội vàng kho người, công tiếng nói, Tôn cháp dự đi tông thả, trở đến khi bóng người lão già biến mất không thấy gì nữa. Hai người bới đứng thẳng lưng lên, sau khi liếc nhìn lẫn nhau, mặt mũi đều là tràn đầy kinh hãi. Lúc này, viên lão mới một đường chạy chậm đi đến trước mặt bọn họ, cười hì hì nói, hắc 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 lão hồ đã sớm nói, chắc phàm kia không phải tường nhân, lạc, hắn còn chưa dứt lời, hai người đã cùng nhau mở miệng, trận mắt nhìn viên lão không khỏi co dù cổ lại, vội vàng nuôi ra. Về sau, hai người kia dai người đem thi thể trương vũ quý xử lý qua lo, những người khác thì đều giải tán, yên tĩnh chờ ở trước cặp dịch phòng, xa xa nhìn về phía con đường nhỏ, chờ đợi chắc phàm trở về. Trên mặt đều là vẻ phức tạp, thế nhưng một lần này, liền chờ từ khi mặt trời lên cao, lại chờ đến trạng vạn tối, rốt cục, đến vàn nửa đêm, chắc phàm, mới cả lơ vất phơ, trên vai vánh lấy một cây chổi ninh năng đi về. Nguyệt Linh ra ra trông thấy, không khỏi hung hăng cắn môi, trong lòng tức giận a, à, nhất thời liền xông lên phía trước, giống to, chắc phàm, ngươi muộn như vậy mới trở về là đi đến nơi nào, không biết quét dọn xong vậy trở về tập hợp sao, không biết a, à, không có người nào nói với ta, lông mày bắt giác nhướng lên một cái, chắc phàm hùng hồn nói, ngư khí bất giác trì trệ, Nguyệt Linh bất đắc dĩ dò mũi một cái, cùng khơi lang ở một bên liếc nhau, hai người nhất thời liền im lặng, tược ra, Lúc trước để hắn đi quét dọn phòng tông chủ, căn bản không hề nghĩ đến để hắn trở về. Tự nhiên dãy không nói cho hắn nhưng thứ này, nhưng bây giờ, tên này không chỉ có trở về, còn mang về một cái dự tập kịch tính như thế. Tiểu tử này không chỉ có bối cảnh tâm hậu, mà ngay cả tông chủ đều không dám tùy ý động đến hắn. Quả thực tâm bất khả chắc Giờ khắc này, ánh mắt hai người nhìn về phía Trác Phạm, đều là hồ nghi cùng hồi hộp, muốn đánh đập tiểu tử này một trận, thật tốt giáo huấn hắn một chút lại sợ thế lược sau lưng hắn tìm đến vây phiền toái trong lúc nhất thời hai người đối mặt chắc phàm một bộ mũi vểnh lên trời mắt cao hơn đầu bộ dáng thiếu ăn đòn đúng là tiến cõi lưỡng nan không biết làm sao cưỡng lắp đè xuống lửa giận trong lòng gây lang trầm ngâm một chạy đạm mạc lên tiếng từng lần này niệm tình ngươi lần đầu vi phạm cũng không biết tình huống chúng ta dãy không truy cứu nếu còn có lần sau nữa sẽ phải chịu phản nào lấy tính tình khuê lang thế mà không có nói hãi đầu ngươi, mà chỉ là xử phạt, có thể thấy được đã có chút chịu tu, không dám động chắc phàm mảy may, bất giác cười lạnh, chắc phàm rõ ràng trong lòng, khẳng định là bên tả vô nguyệt kia truyền đến tin tức, mới đam khí diễm không ai bì nổi của bọn họ, nhất thời diệt bọt đoạn, kết quả là, chắc phàm cũng không chú ý nhiều như vậy, quận cắn lao lên trên nói, ừ, lão tử chờ ngươi xử phạt, nói xong, liên quan thai tự đắc đi xuyên qua hai người, cao cao ngừng mặt, Lần nhìn cũng không buồn nhìn hai người bọn họ một chút. Ha ha, cái tên này, cho thể diện mà không cần, rõ ràng là tù hạ đệ tử tạp dịch của chúng ta, thế mà nguyên năng như vậy, lông mày bất xác gác một cái. Khơi lang lúc này tức giận đến mức kén chút phun ra một miệng tâm huyết, Nguyệt Linh cũng là nghiến răng nghiến lại, Cung hàng nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, lại cưỡng ngát nhịn xuống, lặn lùng nói. Khuê lang, tiểu tử này có bối cảnh thần bí, trước khi thăm dò được nội tình của hắn, chúng ta tạm thời không nên động thủ, chờ đến khi làm rõ thân vận của hắn, chúng ta lại nghĩ biện pháp trị hắn cũng không một, liên tục vật đầu, bên trong mũi khơi lang vun ra hai ống nhiệt khí. Về sau, lúc đệ tử tạp dịch phòng lại đi làm nhiệm vụ, hai người không còn dám tiếp tục phải chắc phản đi quét dọn phòng cho tông chủ học vị trưởng lão chấp dự nào nữa. Ai ra, người này bối cảnh tâm hậu. mạnh mẽ đâm tới, không dọ trời không dọ đắt. Trường 929, bối cảnh tần bí ha, mấu chốt là sau cùng đâm ra rác rối. Hai người bọn họ lại phải mang tiếng ngoan á, như lần cất sọn trước công chủ gian lúc trước. Chính hắn chuyện gì cũng không có, còn đi ra ngoài du mạn một trận. Tông chủ trực tiếp tìm tới tạp dịch phòng, lấy người tạp dịch phòng rớt khí. Nếu không phải hai người bọn họ tông minh, lập tức bắt một con dê thế tội mà nói. Bắn chừng kẻ rơi đầu chính là bọn họ. Hiện tại Nguyệt Linh không còn dám giả trò sau lưng chắc phàm chỉ mong ngóng chắc phàm không gây chuyện thị phi cho nàng đã là rất không tệ rồi. Cho nên, mỗi lần văn vối nhiệm vụ cho hắn, bọn họ đều đem chắc phàm đánh ra khu vực chống giải không người. Ít ai lui tới, như cái gì màng nghĩa trang của các đời tông chủ trưởng lão ha. Quảng trường trước sơn môn nơi chỉ có hai cái ngoại môn đồng tử tiếp khát đại khát A, cổng trò A, cũng chỉ có những người này. Hắn không thể bốc lên cái đại sự gì, cho dù dẫn xuất chút chuyện, cũng bất qua chỉ là việc nào như hạt vừng, không ảnh hưởng toàn cục cứ như thế, hai tháng thời gian vội vàng trôi qua, chắc phàm cũng vui vẻ từ tại, ngược lại là đem lời nói của tà vô nguyệt nán lên chính tầng mây, về phần lời can dạn chuyện muốn hắn lập đại công trong tông môn, tham gia cái gì xong long hội, hắn càng không thèm để ý, tại cái tạp dịch phòng này, hắn có thể yên tĩnh tu luyện, ra vẻ là người rất có bối cảnh, người khác cũng không dám quấy dày hắn, còn có một lão đầu tâm cảnh có phần cao, lúc nào cũng cùng hắn tham đạo thời gian này không cần đề cập có bao nhiêu dễ chịu, đúng là nơi mà hắn tha thiết ước mơ à. Còn về phần tạp dịch phòng thiếu khuyết tại nguyên tu luyện, hừ 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 đừng quên, hắn nhưng là tổ hào à, có thể thiếu cãi gì sao, cứ như vậy. Tại thời điểm chắc phàm đã yên ổn tự nhạc, đại thịnh dự lớn nhất ma rất tông, trận thi đấu ngoại môn lạng yên cáo ra màn cha, tin nói cái này cùng hắn, nửa xu quan hệ đều không có, khủ 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 diễn võ đại thi đấu ngoại môn ngày hôm nay sẽ do tạp dịch phòng chúng ta dựng mọi người nhất định phải ứng phó cẩn thận. Nếu sau ba ngày thi đấu, bởi vì diễn võ đài mà phát sinh sai lầm, xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà nói. Hừ hừ, cẩn thận các ngươi chịu không nổi. Ở trên một khu quảng trường chống trại, ba người khuê lang, Nguyệt Linh cùng viên lão đứng một hàng, nhìn một đám đệ tử tạp dịch ở phía trước. Khuê lang càng quát lớn nhấn mạnh, Tế nhưng hắn vừa mới nói xong, một giọng nói khinh tường lên bỗng dưng từ trong đám người vang lên. Tôi đi, đánh nhau thì đánh nhau, từ đau tới nhiều chú ý như vậy, nếu vì không có cái đại mà đánh không rong, vậy đám đệ tử ngoại môn kia vô dụng cỡ nào à, còn không bằng tu la trang của tạp dịch phòng, tùy thời tùy chỗ chén giết, phốc, mọi người bắt giác nhẹ cha miệng, xùi cười ra tiếng, đạo thanh âm này, Bạn họ không thể quen thuộc hơn được, cho dù không đi giam, trong lòng cũng rõ ràng, giam ngọ tạp dịch phòng công nhiên chống đối hai vị lão đại, còn càng ngày càng có một bộ tác phong con ông cháu cha, chưa cái tên chắc phàm có bối cảnh tàn bí đến bây giờ vẫn không ai biết được kia, thì còn có thể là ai, cũng là bởi vì tên này có bối cảnh có thần bí. Đến mức, hai vị lão đại đối dị con ông cháu cha luôn hung hăng càn quấy này, thật sự lại như cháu cắn con nhín vậy, muốn động thủ nhưng không biết nên hạ biệng như thế nào, mà dặn chuyện như vậy, hai tháng co, chắc phàm thế nhưng là cũng làm không ít, từng thường đam hai người kia tức giận đến mắt lệch mũi nhưng, lại không có cắt nào, chắc phàm. Người không vát điểm bực tức con mẹ nó sẽ chết sao cung hang cắn môi khơi lang ngồi dặn lên tiếng thợ ơi núm núm vai chắc phạm từ chối cho ý kiến Phạm. khi tức bất giác trì trệ ánh mắt của khơi lang khi nhìn về phía chắc phạm còn lại xúc động ngốn khóc nguyên bản hắn là lão đại tạp dịch phòng thế nhưng từ khi vị tiểu gia này đến hắn nhìn mất hết thẻ diện qua hai tháng ngắn ngủi đã bị tiểu tử này làm cho hoàn toàn không còn bá khí tiểu tử này quả thực chính là tổ tông của hắn đã. Nguyệt Linh cũng vừa đỡ cãi chán, vừa bắt đắc dĩ lắc lắc đầu, trong lòng ai thán, hối hận đến muốn mạ, lúc trước nàng không có việc gì lại đi tìm tiểu tử này vay phiền phức làm gì. Hiện tại tiểu tử này mỗi ngày đều lúc cần lúc hiện trước mắt bọn họ, tìm viên toái cho bọn họ, sắp đam bọn họ tức chết, thật không biết là con ông cháu cha nhà vị trưởng lão, công phụng nào, hết lần này tới lần khác lại nhét vào tạp dịch phòng bọn họ, này nhét vào ngoại môn không phải tốt hơn à, bất quá bọn họ cũng biết, dạng còn ông cháu cha như vậy, sớm muộn cũng sẽ tấn thăng, rời khỏi nơi này. Mấu chốt là, năm nào tháng nào hắn tấn thăng mới là vấn đề, bọn họ thế nhưng là không muốn tiếp tục ở chung một chỗ với tiểu tử này a à. Hai mắt khai hiếp lại một cái, hai người cùng nhau hung ác trừng chắc phạm, nhưng nhìn hắn vẫn như cũ không quan tâm, lại vô lực tảo dài một tiếng, nhìn giam lẫn nhau, đều là cười khổ lắc lắc đầu, viên lão nhìn thấy. Bất giác ngừa mặt lên trời cười cười, Khái miệng giạt qua đường cong thần bí. Chà, tỷ tỷ, đột nhiên, đúng lúc này, hai giọng nói thanh túi phát ra, mọi người bắt giác dưỡng sao quay đầu nhìn co, lại gặp hai bóng người đang cấp tốc chạy tới chỗ bọn họ, một người trong bọ, là một thanh dân thiếu nữ chắc phàm nạn biết, chính là muội muội của Nguyệt Linh, Nguyệt Nhi, mà một người khác, là một thanh niên, trên dưới 20, thân hình to lớn, cùng khuê lăng kia lại có bảy phần giống nhau, có lẽ là con của hắn nhìn thấy bọn họ tới đây. Hai người Nguyệt Linh cùng Khuê Lang nhìn lẫn nhau, đường lộ ra nụ cười vui vẻ, nhưng chắc phàm lại nhìn thân thể Nguyệt Nhi tạp sau, đặc biệt là cánh tay đang đong đưa kia, trong mắt khẽ hiếp lại, trong lòng tầm nghĩ, vì sao còn chưa lành lại a à? chương 930, tiêu ní tảng đau một, Nguyệt Nhi, người luyện ẩm ma đau pháp kế nào, lần thi đấu ngoại môn này có nắm chắc cơ hội tấn thăng nội môn không, Nguyệt Linh nhìn mội mội đi vào bên người, không khỏi vui vẻ cười nói sắc mặt có chút cứng ngắc Nguyệt Nhi giao dự một hồi, nhưng vẫn như cũ lộ ra nụ cười trấn an hiếm có. Gật đầu nói, yên tâm đi tỉ tỉ, không có vấn đề. Mà một bên khác, hơi lang cũng hung hăng đập đập bả vãi Nhi tử của mình. Cười to lên, cương Nhi, lần này thi đấu ngoại môn, người cũng cải vạn lợi tấn thăng. Nếu không rẽ cô vụ một phen vun trùng của lão cha đối với người A, à, cha yên tâm, hài nhi nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Trong mắt lái lên tinh quang, thanh niên kia lộ ra vẻ mặt kiên nhị, bình tĩnh dập đầu, kế tình cảnh này, mặc hơi lang tràn đầy ý cười, cùng Nguyệt Linh liếc nhau, hai người đều là vui vẻ ra mặt, Nguyệt Linh, ngươi cảm thấy khi nhi tử nhà ta cùng mội mội của ngươi đối mặt tại đại thi đấu, đến tòa cùng người nào sẽ chiến thắng, nhớ ngại lên, hơi lang nhìn về phía Nguyệt Linh trêu đồ, tự tin ngẩng đầu, Nguyệt Linh không cần nghĩ ngợi liền thoát xa, cái đó còn cần phải nói, tự nhiên là mội mội ta, Nguyệt Nhi, khâu nhất định là nhi tử ta, Tuy thực lực của Nguyệt Nhi không yếu, nhưng con ta càng mạnh, chậm rãi lắc đầu, Hơi lang bạc cười lớn, phóng khoáng lên tiếng, Nguyệt Linh trưng mắt một cái, nói, khẳng định là muội muội ta, không, nhi tử ta, muội muội ta, trong lúc nất thài, hai người bất chi bất sắc lại bắt đầu cãi vã, còn tranh đến mặt đỏ tía tai, Nguyệt Nhi cùng thiếu niên kia thấy thế thì đều bắt đắc dĩ núm núm va, cười khổ lắc lắc đầu, hiện giờ thi đấu ngoại môn còn chưa bắt đầu hai người các ngươi tranh giành cái gì a à? cốm hồ lại không phải là các ngươi ra gia săn lúc này chắc phàm chẳng biết lúc nào đã như một đầu như u linh siêu viêu hốt hốt đi vào trước người bọn họ trong lúc bọn họ đang cãi vã kịch liệt khoan thai nhà mọc cau Ách, à, ta cảm thấy là khả năng bọn họ lưỡng bại câu thương càng cao hơn a à? không ai lợi hại hơn ai bao nhiêu các ngươi cũng không cần nhau nhau. tất cả đều vui vẻ đúng không ắt à, bỗng dưng hai người đồng thời dừng lại tranh chấp, cùng nhau trợn mắt nhìn sang chắc phẳng ở một bên, trăm miệng một lời lên tiếng mắng to, là, bất giác co rụt cổ lại, chắc phàm khinh thường bĩu môi, phạm hợp lui về mấy bước, hơi lang hung tận nhìn lấy chắc phàm, cả dạy nói, họ chắc kia, cái miệng này của ngươi cũng qua tổn hại, rất nhanh nhi tử ta liền vải thi đấu ngoại môn, ngươi thế mà không thể nói chút lời êm tai, là có chủ tâm muốn hắn bị thôi đúng hay không, không sai, nếu lần này nguyệt nhi giải ra chuyện gì ngoài ý muốn lão nương mặc kệ ngươi có bối cảnh bao sau cũng tuyệt đối không bung tha ngươi hai mắt nhiệt linh cũng lộ ra hôm quang như mò con có cái Cán giang nhiến lợi nhìn về phía chắc phạm tợ ơi núm núm vai chắc phạm từ chối cho ý kiến nói liên quan đến ta cãi lung a à, không phải là các ngươi mở đầu sao hai người diễn võ tỉ thí nếu không phải một bại một thắng cũng là một thắng một bại hoặc là lưỡng bại câu thương chẳng lẽ còn có chuyện hai người toàn thắng giao? ngẹt hai người kia một lần nữa ngại lời, liếc nhìn nhau, đều là hung hăng cắn môi, tức giận hừ một tiếng, vất phát phóng tay áo, không nói ra một câu. Chắc phàm, mồm mát của ngươi thật lợi hại. Cuối cùng, khơi lang bất đắc dĩ thảo dài, lắc đầu, trong lòng nhất thời phát lên một cỗ cảm giác bất lực. Nếu cãi tên con ông cháu cha chắc phàm này còn không rời đi, hắn nhất định sẽ bị tên tiểu tử này làm cho tức chết. Nguyệt Nhi cũng nhìn lấy hắn, biếu môi, trên mặt hiện ra từng tia từng tia tức giận, mỗi lần nhìn thấy tên tiểu tử này, mình sinh khí cũng côi đi, làm sao nay cả tỷ tỷ cũng bị làm cho tức giận thành cái bộ dáng này, mà người thanh niên kia nhìn thấy tình cảnh quái dị như vậy, lại hoàn toàn ngây người, cha của hắn, Huê Lang, trước kia ở trong nhóm đệ tử nội môn, dù sao cũng là kẻ nổi bật, cho dù bị phạt nhập vào tạp dịch phòng, cũng là dưng vương dưng bá thế nhưng người thanh niên ở trước mặt này đến tột cùng là ai? Rõ ràng tu vi cùng hai người bọn họ cũng không dai biệt lắm, đều là tu giả thiên huyền cảnh, làm thế nào lại dám ở trước mặt cha hắn phát ngôn bừa bãi, mà cha hắn lại không có chút ý tứ muốn giữ phạt hắn, lấy tính khí của cha hắn. Chuyện này tập sự là kỳ quái a, à? lại giam rét các đệ tử tạp dịch còn lại đều sợ hãi rụt ra, quy quy củ củ đứng thẳng một hạ, chắc phàm này lại nảy nót tương bừng, nói mát nói mẹ, tỉnh quảng lại chưa chọc hai vị lão đại một phen, nhất thời liền dễ dàng do ránh khiến trong lòng hắn càng thêm ngạc nhiên. Tây phụ thân, vì này là chỉ chỉ phương hướng chắc phàm, thiếu niên kêu một mặt kỳ dị mà nói. Khơi lang đang cảm thấy ngột ngạc, còn chưa kịp để ý tới. Chắc phàm đã nhìn thấy, liền cười lớn một tiếng, đi đến trước người thanh niên kia, Bính vĩnh lòng ngực nói. Ha 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 ta hiện tại là dư huynh đệ của phụ tân ngươi. Chắc phàm, ngươi là con của hắn. Tạm thời xưng ta một tiếng chắc dư thúc đi. ha chắc dư thúc, vãn cối khơi cương, tam kiến thiếu niên kia sững sau, nhất thời bị hù dọa, vội vàng cúi chào. Kế nhưng Khuê lang thấy thế lại vội vã đi đến trước mặt hắn, đam hắn vị lại, mắng to, cương nhi, người làm sao lại ngây thơ như thế, dễ dàng bị lừa như vậy. Tự tử này căn bản chính là một tên con ông cháu cha, không có nửa xu quan hệ cùng lão tử, bái sư thúc cãi gì, đón lấy. Khuê lăng trận mắt nhìn về phía trác phàm, hát lớn, tiểu tử thúy, ngày thường ngươi vô lễ bất kính, Cận miệng trêu chọc, lão tử cũng liền nhẫn, thế nhưng ngươi cũng đừng khinh người có đáng, khi dễ người còn khi dễ đến trên đầu con trai ta, thì tính sao, lão tử thao ngươi xưng huynh vội đệ, đó là phúc khí của ngươi, có lẽ về sau nhi tử của ngươi khóc khô hào bãi ta làm thúc thúc, đến lúc đó ta có chịu nhận hay không vẫn là hai chuyện đấy, thợ ơi núm núm vai, chắc phàm một bộ thiếu ăn đòn, xuôi cười lên tiếng, tẳng đến khi đam khuê lang tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, nhến răng nhến lại, nhưng lại không thể làm gì. Khơi cương ở một bên, lại sớm đã nhìn đến mắt trợn tròn. Nếu vị thanh niên ở trước mặt này không phải sư huynh đệ cùng thế hệ với phụ thân, vì sao hắn chưa chọc nhiều lần như thế, phụ thân vẫn có thể nhị xuống. Đây cũng quá kỳ quái đi, chương 931, tiếu ní tảng đao ha, chỉ có đám đệ tử tạp dịch phòng, biết nội tình bên trong, nhịn không được cười thầm trong lòng không thôi. Đồng thời vụng trộm dựng tảng món tay cãi với chắc phàm, tình nói chắc phàm là tên con ông cháu cha, không biết có bối cảnh tần bí cỡ nào, nhưng hắn ở tạp dịch phòng cũng không khinh người, còn chuyên môn tìm đến hai vị lão đại vây suối quậy Thật sự là chút cơn giận bị áp bắt nhiều năm nay cho đám đệ tử tạp dịch bọn họ. tựa hồ nhìn ra tâm tư của nhi tử, khơi lang một tay cáo khơi cưng qua, một bên trịnh trọng chỉ chỉ chắc phàm, nghiêm túc nói. Cưng nhi, ngươi nhìn kỹ cho ta, tiểu tử này chính là một tên con ông cháu cha, dựa vào vâng dáng của tổ tông để trà trộn vào tông môn chúng ta, là tầm thường, không biết tiến tụ cho dù sau này làm trưởng lão chấp sự cũng không có tiền đồ ngươi cũng đừng cùng hắn va trộn cùng một chỗ làm chậm trễ tiền đồ của mình thành tựu của ngươi ngày sau nhất định ở trên hắn nguyệt linh cũng là một tay cáo nguyệt nhi co chỉ chỉ chắc phàm dặn đi dặn lại trên mặt đều là vẻ khinh bì bỗng dưng chắc phàm trở thành phản diện giáo tài để hai vị lão đại này giáo huấn tiểu bối bất quá chắc phàm lại không để ý chút nào cười lạnh một tiếng khinh thường nói lão tử là con ông cháu cha thì thế nào? Các ngươi còn không vậy sao? Sử dụng chút quyền hạn nhau nọ để đặt mô tài liệu luyện công cho hai người bọn họ. Hừ 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 tư tâm của con người vô cùng vô tận, có quyền lực, tự nhiên muốn ngưu tư, nếu không phải vậy, còn muốn quyền lực cái lầm gì? Các ngươi hiện tại khinh bỉ ta là con ông cháu cha, trong lòng mình thì lại muốn trở thành một kẻ con ông cháu cha như ta, ở đâu cũng đều có thể làm mưa làm gió. Tất cả mọi người đều là tu giả ma đạo, giả vờ thanh cao làm cái gì? hướng lão giói vẫy đuôi. Trác Phàm nói tuy rất nhẹ nhàng, nhưng lại dị tường trói tai, truyền vào trong tai hai người, làm cho hai người nhất thời ngữ trẻ, không biết nên như thế nào để cãi lại. hơi cưng cùng Nguyệt Nhi nghe xong thì liếc nhìn nhau, đều là hơi hơi vật đầu. Tuy Trác Phàm nói lời hung hăng càn quấy, nhưng lại rất hợp lý, khiến bọn họ không thể không tin phục. Mọi người trên miệng thì mắng người kia vô cùng tàn nhẫn nhất, nhưng trong lòng không vại đều mong muốn được như người kia sao, chỉ là mọi người không muốn thừa nhận tôi bị tam tư đố kỵ quấy phá. Hừ, Ngươi rừng có mà cưỡng từ đạt lý. Nguyệt Nhi cùng Cương Nhi đều có tư chất không tệ, lại chăm chỉ có tựa, tấn thăng thành đệ tử nội môn là chuyện đương nhiên, chúng ta bất có tận hết khả năng chúng ta có, muốn giúp đỡ một chút thôi, nào giống như ngươi, là cái tên con ông cháu cha, cả ngày ngồi ăn rồi chờ chết, không nghĩ tiến tới, liền vũ kỹ đều không luyện, chỉ vào tu vi cao, mới có thể tồn tại trong tu la trà, nếu ngươi cứ tiếp tục như thế, chỉ sợ không đợi được đến khi người sau lưng ngươi chuẩn bị cho ngươi ra khỏi tạp dịch phòng thì đã chết tại tu la trạng. Hơi lang thảo rau, trầm ngâm nửa ngày, lại một lần nữa mắng co, muốn vẫn hồi chút thể diện. Chắc phàm nghe đến, lại khinh thường biếu môi, cười nhạo nói: "Tầm nhìn hạn hạp. vũ kỹ bất quá chỉ là vật ngoại thân, cũng không phải là mục đích chính của tu luyện. Mặc dù ta không tu luyện vũ kỹ nhưng ta tu tâm, tâm chính là đại đạo dung thân, tâm cảnh đạt được, tự nhiên khai minh thông khiếu." tăng cao tu vi vũ kỹ đốn ngụ công pháp đây là gốc rễ của việc tu luyện các ngươi chuyên chú vào võ dũng lại là bỏ vốc lấy ngọn mới thật sự là có buồn cười tật sâu nhìn chằm chằm chắc phàm không thả hơi lang di nghĩa một chút con ngươi loạn chuyển, rồi lại hét lớn một tiếng chắc phàm người ngươi nói cãi gì ta nghe không hiểu co chỉ một toáng đầu mọi người đều anh minh tước dạng mặt lại bất đác dĩ bốc lấy cãi chán nhìn về phía khuôn mặt xấu hổ của Huê Lang, cũng ngăn không được mà lắc đầu, nhất là Huê Cương, càng là đỏ bừng mặt, cha mình cãi nhau cùng người thực sự quá kém cỏi a, à. thế mà liền lời người ta nói đều nghe không hiểu, bắt qua cãi này cũng bình thường, trước kia hắn cũng không nghe lời người ta nói, mọi thứ đều dựa vào quyền đầu, chỉ là lần này, quyền đầu của hắn không có tác dụng mà tôi, Diên lão cũng cười khổ lắc lắc đầu, thở dài trong lòng, đệ tử bản tông từ trước đến nay luôn tranh cường hiếu thắng, trọng võ mà khinh đạo, dạng cao tủ tàn chiếu như khơi lang này, thậm chí ngay cả biên giới của đại đạo đều không giờ đến, thực sự khiến người ta vải nắm chặt tay mà tở dài, đều cứ như thế mãi, mà giác tông cho dù có thêm 10 triệu năm, cũng vẫn như cũ khó cắt khỏi vận rủi đứng ở vị trí hạ tam tông, ngược lại, chắc phàm này rõ ràng đến từ thế tục, nhưng đối với tu tâm đố ngộ đại đạo lại là thâm bất khả chắc, làm cho người hoảng sợ. Nếu cải này có thể đi đầu say chuyện mọn giáo tượng võ trong tông môn, sẽ là một kiện đại công tiết tạo phúc cho tương lai tông môn A. À. Trong mắt sạn rỡ tinh quang, viên lão âm thầm suy nghĩ, ung, um, chuyện gì mà não nhiệt như vậy, đệ tử tạp dịch phòng đều không làm việc, tập hợp một chỗ làm gì. Đột nhiên, đúng vào lúc này, một tiếng trâu chọc kiều mị đột nhiên vang lây, mọi người dập mình, nhìn qua chỗ thanh âm truyền đến, lại chính vập bột bóng người tức ta đang lắp lắp bờ eo thon hướng bọn họ đi tới. Một đám đệ tử tạp dịch phòng đều là động vật giống đực, vừa thấy view vật như thế, bất giác hai mắt đều tỏa ánh sáng, nhịn không được mà nuốt ngụm nước miếng, nhưng chỉ là dám nhìn một chút, bọn họ liền vội vàng cúi tấp đầu, không dám nhìn nữa, bởi vì người này tuy là vưu vật, nhưng đồng dạng cũng là mãnh thú, nà, chính là nương tử làng lau, khô mị nhi xưa tỷ khi chắc phàm mới tới tông môn đã vặp qua, trong mắt lãi lên tinh quang, chắc phàm cười lạnh trong lòng, người này nhìn như đối xử với mọi người rất nhiệt tình, nhưng thực ra lại là tiếu lý tàng đao lần trước, lúc nàng này xuất hiện, hắn liền bị ám giác, lần này xuất hiện một lần nữa, nhất định cũng không có chuyện gì tốt, chỉ là mục tiêu lần này của nàng đã không còn là mình, mà chính là, nghĩ tới đây, chắc phàm nhìn theo ánh mắt của nàng ta, đưa ánh mắt chiếu tới, lại chính là hai tỷ mội Nguyệt Linh.